Anh chị thôi đừng ấy nữa, em đang like. Máy chéo ơi, sao biết đến 100 kg? Máy chéo ơi, nhớ nhớ bấm theo dõi phim bay giùm em nha, nhớ bấm theo dõi phim bay. Hôm nay vẫn tặng đồ nha, bé ra sau lôi năm cái áo lên đây con, ra sau năm lôi năm cái áo đây. Cái gì chia sẻ là có quà hết nha, nếu tình đôi ta nhớ nhau. Ồ sao inbox hôm nay gặp, ủa cái inbox hả chị, cái inbox hả, để từ từ em coi nha, mấy chị cứ hết sức bình tĩnh giùm em. Alo, alo, mấy tình yêu của em. Hồi trưa hình anh Thư mua bên chị em một cái áo sơ mi phải không? Hồi trưa hình anh Thư mua bên chị em một cái áo sơ mi đúng không? Wow. Em nói, ủa sao cái camera nó cứ chạy 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 chạy. Hôm nay em sẽ like hai bên mới chứ. Biết sao không, like hai bên để hết tháng này nó không có cho like trên cá nhân nữa. Thì mới chứ còn biết cái phim bay mà vô kiếm em. Kiếm em như kiếm trẻ làng hả mấy chị à? Hôm nay ha mấy chị ha, chị ơi sao bữa em có đặt áo sơ mi chưa gửi cho em siêu thị Hồng Vy. Em có gọi điện cho chị, bé em có gọi điện cho chị xin địa chỉ nhưng mà chị không có inbox cho em, cho nên là bé đã xả đồ rồi. Nó gọi điện cho chị mà chị cũng không nhắn tin SMS qua cho em xin địa chỉ, mà chị cũng không có nhắn tin vô Messenger cho em để cho địa chỉ, cho nên là bé đã xả đồ rồi. Bên em không có lưu bill nhiều tại vì bill bên nhà em bill tồn rất là nhiều. Nhà chị Tâm Lâm Lâm, bữa nay chị Tâm Lâm Lâm ơi, nhớ ắt xanh bay giùm em nha, các chị thấy không? Ở trên cái status của em có cái là shop quần áo mid size ý em. Mấy chị ơi nhớ up phim bay giùm cho em nha, không up phim bay là khi mà lạc nhắc mất nhau rồi là mình không kiếm nhau được, có phim bay mình mới sống được nha mấy chị nha. Đó hacker em lấy được cái bill của, lấy được cái nick của em 5 giờ sáng sáng hôm nay, 5 giờ sáng sáng hôm nay giờ em chắc hết nè, em chắc hết nè, 1 2 3 4 5 rồi tiếp tục năm cái áo tặng cho quý vị nha. Đây là đồng đi tiệc mấy chị ơi, có một cái đồng đi tiệc à, có đúng một cái đồng này đi tiệc thôi, có đúng một cái đầm yếm đi tiệc. Chị nào hôm nay chốt được cái đầm này, chỗ cái đầm này nó đẹp lắm mấy chị à, rồi có đúng một cái đầm đi tiệc thôi, size dưới 80 kg mấy chị. Để chia sẻ, cảm ơn chị Hương Huỳnh Thị. Ở bên bên bay nó có một cái đặc điểm rất là hay mấy chị, có một cái đặc điểm rất là hay là chị nào có chia sẻ livestream. Dạ không, địa chỉ cũ chị có địa chỉ, dạ không mấy chị mà không inbox cho em là em không có chỗ để lưu nha, cho bầu số điện thoại yên để có mặt biết coi đường kiếm. Add Zalo đi mấy chế, add Zalo giùm em nha, đây em sẽ gắn số Zalo và em ta ở trong cái Facebook em ở ngoài hình nền đó đều có Zalo hết nha mấy chị nha, đều có Zalo hết nha mấy chế nha, mấy chế nhớ add giùm em vô. Bây giờ em sẽ lên số Zalo cho mấy chị nè, 0901570751 số Zalo của Yên nha, Zalo rồi. Mấy chị ơi thấy số Zalo không mấy chị? Mấy chị thấy số Zalo của em không? Đó. Dạ, chị mua giùm em lại cái khác nha. Ủa em đó rồi, có số Zalo nè. Có số Zalo nè. Em ghim số Zalo lên cho mấy chị bên phân bay nha. Đó rồi mấy chị ơi, bấm nút giùm em chia sẻ, em chỉ còn một mỗi chị một lượng chia sẻ thôi, em có một cái đầm đi tiệc mấy chị, có đúng một cái đầm đi tiệc rồi. Để em kêu con Yến nó vô nó hút cái đầm đi tiệc này nha mấy chị, đầm đi tiệc này ta 70 tới 80 kg ha. Alo mấy chị bấm nút chia sẻ giùm em 5 cái áo đầu tiên tặng cho mấy chị nè, rồi một tí xíu nữa em sẽ cho mấy chị chơi mini game, em sẽ tặng hôm nay cho mấy chị một chai ủ tráng, mấy chị thích chưa?
ở cái bộ phận Bali á, mày đi 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 Phan Thiết luôn. Mấy chị ơi, tối mai tối mốt em nghỉ nha, đừng đi kiếm em như lạc đàn mất công lắm. Rồi mấy chế ơi, mấy chế ơi, mấy chế bây giờ không tặng hũ trắng, em tặng bộ cho mấy chị nè. Em tặng lớn cho những chị có chia sẻ livestream và chơi mini game trúng hai bộ đồ. Đây mấy chế, em trao là em nói thiệt với mấy chị là em trao là chết chứ không tấm nổi qua mùa trăng đâu. Em chơi là chết chứ không tấm nổi qua mùa trăng nha. Một bộ, hai bộ, hai bộ đây trị giá 220.000. Hôm nay tôi muốn quà chơi với chị, chơi thì có quà chứ không phải chơi để mà chữa nha. Đây mấy chị ơi, lên cho em nha, lên cho em. Tao nghĩ giờ đi Phan Thiết chị, mai em gửi đồ cho chị có đi chơi với con nha. Mấy chị ơi, cho giùm em một lượt chia sẻ nào. Sao vậy? Bé nào nó không nhất phải không? Đó. Chúng nó lên gì cắt ra. Không chắc là nó xin miết một tuần 10 ngày luôn. Thế đâu mà đi chơi em được đâu. Dạ sáng chiều thứ hai đó, trời ơi, game xuống rồi. Ở trang quay rồi phải không? Dạ game rồi, mấy chị áp Zalo đi, lỡ có mặt lạc mất nhau rồi là mình đi kiếm Zalo nó vẫn ra nha mấy chị. Mấy chị bấm nút chia sẻ giùm cho em chưa? Rồi bây giờ mấy chị comment giùm em nè. Bộ này là 220, tí xíu em sẽ tặng cho mấy chị hai bộ này. Em sẽ tặng mấy chị hai bộ này cho những chị có chia sẻ livestream. Em không cần biết mấy chị có mua đồ hay không, mà mấy chị có chia sẻ livestream là em sẽ tặng cho mấy chị hết nha. Em sẽ tặng cho mấy chị hết. Mai chị lên Sài Gòn nữa rồi, em đừng gửi. Dạ thứ hai em mới có ở nhà, chắc mai em đi sớm rồi chứ. Rồi mấy chị ơi, năm áo tặng nha. Rồi mấy chị comment giùm em với. Chị nào có chia sẻ, chị mua mấy bộ của em về mặc chật lắm. Sao chị không inbox cho em? Chị mặc chật là chị phải inbox cho em rồi, lên nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, tặng là sẽ tặng. Còn vừa hay không là nó là của mấy chị, ví dụ về mấy chị không vừa thì mấy cái gì có thể tặng lại cho mấy chị khác nha. Rồi mấy chế ơi, dạ thứ hai nghỉ em, thứ hai về rồi tặng năm áo. Rồi mấy chị comment lên giùm em tặng năm áo nè, comment lên giùm em tặng năm áo giùm em nha. Mấy chị comment là đã chia sẻ tặng áo thun. Mấy chị ơi, tặng áo thun không đồng, đã chia sẻ tặng áo thun không đồng. Còn chị nào mà chưa chia sẻ đừng làm ơn tặng quà giùm em cái. Em mà chốt nào một cái em vô trong trang cá nhân mà chưa chia sẻ là em chửi thấy con đĩ mẹ luôn đó nha. Rồi mấy chị lên giùm em đã chia sẻ tặng áo thun không đồng. Rồi một cái, hai cái, ba, bên bên đây là biết liền. Đã chia sẻ tặng áo thun không đồng, chị nào đã chia sẻ rồi đều có quyền được tặng áo thun không đồng. Mấy chị comment lên giùm em nha. Trang mà đã chia sẻ tặng áo thun không đồng, đây Trang Phan thành phố, đây Trang Phan thành phố nha, đã chia sẻ tặng áo thun không đồng Nguyễn Gắm thành phố này. Đây lấy Nguyễn Gắm áo lớn này. Nguyễn Gắm nè, Nguyễn Gắm có dấu nè, Bùi Lưu Tường Vân nè, Bùi Lưu Tường Vân, Bùi Lưu Tường Vân nè, Bùi Lưu Tường, á à, trong đó mấy áo vậy, anh mở ra thử trong đó mấy áo vậy, Bùi Lưu Tường Vân nè, Bùi Lưu Tường Vân năm chằng nè, mấy áo, rồi đưa cái áo cho năm chằng đây, năm chằng một áo nè, năm chằng một áo nè, ở giờ nó bị luộc comment quá trời nhiều rồi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Nói chung là giờ đọc trúng với người nào thì trúng nha mấy chị. Tại comment nó chạy quá trời luôn. Comment nó chạy quá trời luôn. Đây là mấy chị Loan Phan một cái nè. Loan Phan không có dấu một cái nè. Loan Phan không có dấu một cái. Rồi còn một cái may mắn cho ai nè. NT Ánh Tuyết nè. NT Ánh Tuyết nè. NT Ánh Tuyết, chị nào mà bây giờ được em chốt tặng áo rồi thì chị nào em mới được chốt chốt tặng áo rồi thì mấy chị nhớ inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Rồi bây giờ em sẽ vô hai bộ đồ này em tặng cho mấy chị 220.000 một bộ nha mấy chị. Mấy chị coi bộ nè, coi bộ rất là ghiền, hàng Quảng Châu nha mấy chị. Trời ơi hơi bị đẹp luôn, hơi bị đẹp luôn nha mấy chị nha. Bộ này mấy chị dưới 70 kg thôi chứ không nhiều đâu. Bộ này so dưới 70 kg nè. Bộ này trị giá 220.000 và em sẽ tặng hai chị may mắn khi comment đúng. Dễ thương không mấy chị? Em có hai bộ nhưng mà vải rất là đẹp nha. Cái này là hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu nha. Bây giờ em sẽ tặng hai bộ 220.000 cho hai vị khách may mắn ngày hôm nay và có chia sẻ livestream. Còn chị nào chưa chia sẻ livestream thì có thể nét giùm em ha. Có thể nét giùm em hoặc là ngồi coi em livestream. Đừng comment tặng, tặng rồi em kiểm
ra mà chưa chia sẻ là em sẽ gửi banh cái nóc đỉ luôn á. Cái chị em hiền hả? Hai tờ tiền đâu rồi? Ngày xưa tôi có cái gì mà mở nắp ra chuột đi hết à? Ai cái gì quên mất mẹ rồi. Hôm nay mà bill nào em làm được thì em sẽ làm bill đó nha. Rồi, lên tờ tiền. Những chị nào có chia sẻ thì lên tờ tiền nha. Đây, lên tờ tiền. Hai chị may mắn của cuộc đời em ngày hôm nay đã kiếm tờ tiền rồi. Ô, tờ tiền này tiền giả mấy chị không? Không có số nha. Đây, có số. Có số tờ đây nè. Hai tờ sau cùng mấy chị comment như thế nào? Đã chia sẻ và hai số sau cùng của tờ tiền. Đây. Để đây cho khỏi lạc đàn nha mấy chị nha. Để đây cho khỏi lạc đàn. Rồi, hai bộ 220 nghìn. Cho mấy chị chơi mini game ngày hôm nay và có chia sẻ. 220 nghìn bộ ngày hôm nay. Nhớ, 220 nghìn. Bộ này là quần đen, bộ này là quần xanh mấy chị ơi. Rồi, mấy chị comment lên giùm em nha. Đã chia sẻ kèm. Đã chia sẻ, mấy chị nhớ cái chữ đã chia sẻ nha. À, đã chia sẻ. Rồi, tôi ấn tiếp inbox địa chỉ điện thoại chưa má? Đã chia sẻ kèm mã số dùm cho em nha mấy má ơi. Hai bên đã chia sẻ hai số sau cùng của tờ tiền, đúng rồi, đã chia sẻ và hai số sau cùng của tờ tiền. Lên đi mấy chị ơi, lên dùm em, lên dùm cho em nha mấy chị nha. Lẹ lên, hôm nay em chơi mini game với mấy chị xong cái này em kiếm đồ em tặng tiếp. Đã chia sẻ mấy chị ơi, chưa thấy chị nào trúng mơ nha, chưa thấy chị nào trúng mã số nha. Đã chia sẻ kèm số điện thoại, kèm cái mã số trúng vào sau mấy má ơi. Đã chia sẻ chưa thấy má, còn mấy má nào mà cứ lên số không, tôi không đúng, không đúng cấu trúc tôi cũng không tặng nha, không đúng cấu trúc tôi cũng không tặng, chỉ cần chữ đã chia sẻ vô, đã chia sẻ vô không chị Trương tiếp thu ơi, comment lại đi, đã chia sẻ và hai số sau cùng, đã chia sẻ và hai số sau cùng như mấy má ơi. Lẻ lên nào, lẻ lên nào, chưa có má nào trúng hết nè, đã chia sẻ gần trúng thôi 100 số, chẳng lẽ mai trúng. Lẽ đi chị Huyền Trân ơi, Quách Linh ơi, Tâm Trương ơi, mở nắp ra là chuột đi hết, chưa có má nào trúng hết trơn. Lẽ đi mấy má ơi, cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, tóc em dài em đi mà trong nắng, tóc em trắng em đi mà trong mưa, tóc em đưa em đi mà trong gió, tóc em không có em đi mà vô chùa, chùa là chùa Thiếu Lâm, con gì ra đây là con 75, chưa có ai trúng nha. Để đi mấy má ơi, con hát con cũng mỏi mỏ lắm. Ai, con gì ra đây là con 75, con 75 mà chưa ai mà comment. Lẽ đi mấy má ơi, chưa có, mệt quá chưa ai trúng, chưa có ai trúng nha, từ từ đi. Mấy má ơi, bấm anh qua chia sẻ nhưng mà đã con, con thấy có mưa trúng rồi nhưng mà con chưa muốn ở chỗ của thầy làm mà sao đây. Đúng cho mấy má, hàng đạn, hàng đạn một bộ, hàng đạn mã số 11 nè mấy má, hàng đạn mã số 11 đưa gần cho mấy má coi nha, hàng đạn mã số 11 có chia sẻ chưa, kiểm tra máy hàng đạn, hàng đạn kiểm tra máy số 11, cờ ra là con máy, con máy cờ ra, nó là con, nói nghe nè là ngày hôm qua đó, tối nằm mơ thấy con cày cặn tôi. 11 11 chị nào mà em mà rồi, hàng đặng có chia sẻ chốt miệng hàng đặng nha, chốt hàng đặng không có dấu, hàng đặng bình thuận cho nhớ. 11 chiều nay nó sẽ ra, đúng rồi, thấy rồi hàng đặng, bàn xe đánh báo lô 11 tờ 200 ngàn. Rồi mấy chị ngưng giùm em nha, ngưng, ngưng giùm em nè. Rồi mở mồm chị bà, chưa chị, chưa nha, vô mấy chị ơi, vô comment lại nè, đã chia sẻ, cô lại số giùm cái, đã chia sẻ mấy má ơi, đã chia sẻ rồi, lên tiếp tục tờ 200 ngàn nha mấy má, chốt lại lên tờ 200 ngàn mấy má ơi, chốt lại nè, chốt lại từ Linda, Trần Linda nè, còn bên này chốt lại từ chỗ Minh Tâm, rồi lên tiếp mấy má ơi.
tặng một bộ đồ 220 nghìn hàng hàng Quảng Châu, vừa hay không là không quan trọng. Tiền không có gửi cái đầm cho chị hả? Ủa đầm gì chị Phan Trang? Đầm gì chứ? Chị Phan Trang tỉnh còn trầu, ô xốp rầu, mai gỡ nha chị Phan Trang. Cười muốn sặc, nói chị với bà nay bà yêu đời. Mai nghỉ không mấy chị? 50 đã chia sẻ rồi, đã chia sẻ 50 chưa trúng mấy chị không? 200 ngàn, 200 ngàn. Còn một bộ đồ duy nhất ngày hôm nay mới bán không? Lẹ lên, lẹ lên. Cờ ra con mấy con mấy sợ ra. Tóc em dài em đi mà trong nắng. Lẹ lên đi má, lẹ lẹ lên. Lẹ lẹ lên là lẹ lẹ lên. Trời ơi sao mà chậm quá đi. Lẹ lẹ lên mà lẹ lẹ lên. Chưa có ai trúng luôn mấy má ơi. Lẹ lẹ lên. Lẹ lẹ mày làm một cú đúc nữa đi hàng đặng à. Mày làm một cú đúc nữa giùm tao cho tao xỉu chết mẹ tao luôn. Hai bộ 440 luôn hàng đặng. Lẹ lẹ lên. Đã chia sẻ kèm. Biết đâu mình trúng hai lần đó. Biết đâu mình trúng hai lần đúng không? Một đầu không có gì nói trước đó. Sau 4 giờ rưỡi không biết đứa nào giàu không đứa nào là chị em mấy chị. Comment lẹ lẹ lên. Để tôi coi số lại cái coi. Ờ chưa có ai trúng hết à nha. Để đi mấy má cho con bán hàng nữa mấy má à. Lẹ lẹ lên. Quậy quậy đi. Chưa có trúng nhắc. Đừng hát nữa em sặc nước. Sặc cái nước ở đây gì. Ờ đúng rồi, ta anh muốn nước tặng xong rồi nghỉ. Lẹ lên mấy má ơi. Trời ơi mấy chị chỉ cần chia sẻ thôi. Comment số nó là chết mẹ con gà mấy mơ luôn. Trời ơi sắp trúng rồi. Chưa thấy ai trúng luôn. Lẹ lẹ lên. Quậy quậy đi. Nờ tới anh tiếp cố lên. Tâm trương cố lên. Cặp bài tâm trương mà thích gái nhà lành 21 nè. Trời ơi mấy chị ơi còn mấy tờ cá nhà lành 21 đi mấy chị ơi. Quẹo lửa đi. Trời ơi trước á. Mệt quá gác của họng. Gì vậy? Thằng chồng nó béo lắm con. Bà thằng Đặng mà trúng lần nữa chắc tôi xỉu luôn á. Thiệt. Bà thằng Đặng mà trúng lần nữa tôi xỉu luôn á mấy má. Đưa đồ cô Trang cho con. Đồ cô Trang đây hả? Chưa 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 mấy bác chưa Phương Nguyễn đúng rồi nha. Phương Nguyễn đâu đây? Phương Nguyễn người chia sẻ. Phương Nguyễn người chia sẻ. Phương Nguyễn đúng rồi. Tờ 18 mấy bác ơi. 18 của Phương Nguyễn đây. Hai mấy luôn. 18 của Phương Nguyễn. Rồi, chốt cho Phương Nguyễn. Phương Nguyễn ơi, inbox địa chỉ kèm số họ kèm bên sân bay. Phương Nguyễn có dấu đầy đủ. Phương Nguyễn bên sân bay tặng. Rồi, Phương Nguyễn nha mấy má nha. Phương Nguyễn. Mấy má ơi. Phương Nguyễn. Phương Nguyễn có dấu bên sân bay mà không biết Phương Nguyễn nào. Phương Nguyễn trúng rồi nha. Phương Nguyễn. Nói nghe nè. Phương Nguyễn có dấu nha. Phương Nguyễn trúng rồi. Phương Nguyễn inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Phương Nguyễn nè. Đó Phương Nguyễn inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha Phương Nguyễn ơi. Phương Nguyễn ở đâu rồi. Rồi chốt nha mấy chị. Lên đồ. Lên đồ nha mấy má nha. Lên đồ của Phương Nguyễn. Phương Nguyễn ơi inbox vô phim bay cho chị địa chỉ kèm số điện thoại nha Phương Nguyễn. Rồi bây giờ lên đồ cho mấy chị nè. Áo khóc nhung về. Áo khóc nhung về. Chị nào đang trông ngóng mấy bữa nay thì hôm nay áo khóc nhung đã về. Làm ơn giả bộ chuyển nguyên cái túi bờ ra đa mới có tiền cho thằng béo đi. Chơi luôn chứ. Đấu giá. Bây giờ chị chơi tiếp không em đấu giá nè. Ừ là em đúng rồi. Nè đấu giá. Đấu giá nhiêu đi. Đấu giá. Hoa hồng ra ơn. Đừng có khóc, ngày nào cũng chơi game nha, ngày nào cũng đúng cái giờ giờ mà chị Yên nhập thổ đây là mình vô đây gì cả là mình có quà gì. Bữa nay không có, ngày mai không có, mốt có thể bữa nay có quà, ngày mai có quà, ngày mốt có quà, ngày mốt kia có quà. Ngày nào cũng vô đây chia sẻ thì chỉ có quà thôi, cái mua đồ cũng có quà, không có mua đồ cũng có quà, hiểu không? Cho em cái đầm sọc sau lưng 80 kg vừa nha, 80 kg ôm chịu mặt không 500 ngàn thanh chút.
Hàng Quảng Châu tao bán cho mày 400 ngàn, lỗ 30 ngàn, mày hốt thì mày hốt đi, chứ không ai nói năng gì hết trơn á. Hôm nay áo khoác gì mấy chị ơi, mà bên đây nghe tiếng chị hay hơn họ rồi, nghe ngồi bên đó đi. Đúng rồi, Phương Yên Nguyên là em, là em đó, em của ngày hôm qua, em yêu đó. Cái gì vậy hai cha con? Tôi chưa bao giờ nhận quà của mẹ, chuẩn bị nhận đi. Tối nay tối mai tối mốt có người kia, nói chung là ngày, mày ghé qua mày ghé đi ly hôn, tối mai tối mốt là mày sẽ nhận được quà đó, tao đi Phan Thiết mà. Em đi Phan Thiết nha. Em đi trên Thầy Thiến rồi em sẽ ghé mấy chị ở Phan Thiết, có chị nào đón em không thì inbox nhẹ cho em một cái nha mấy chị nha. Rồi bây giờ em sẽ lên đầm cho mấy chị nha. Nói nghe. Rồi lựa nhanh giùm em một cái nha. Lựa nhanh giùm em một cái đi mấy má ơi. Coi nè. Đây nè mấy chị à. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đúng rồi là em hả, inbox này chị không. Đây là mấy chị ơi, đầm này bán cho mấy chị với giá 220.000 ngày hôm nay. Và em có 4 size. Em có 4 size của heo thứ hai à. Em có 4 size dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Đây là Thanh Trúc. Cái đầm này Thanh Trúc vừa là dễ thương. Cái đầm này hơi bị dễ thương, hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu vải rất là đẹp, vải nói chung là đích đáng đồng tiền lắm. Chị ơi bộ quần áo khó à, bộ quần áo khó có chưa chưa anh nghe Phạm chưa, nhưng mà em cũng không kiếm có vải đó cho nên ngày mai có thể là thứ hai em sẽ lên bộ đó cho mấy chị, nhưng mà bộ khác nha mấy chị nha. Đó con em nó mới 6 tuổi, nghe em nó gì nghe em nói nó cười quá giờ con đừng nói là tăng nay em mua gộp đơn cho em rồi hả? Ok chị Huế lên ok chế nha. Rồi mấy chế ơi, đầm này 220.000 cho mấy chế nha, 220.000 ngày hôm nay. Mấy chị ơi màu rất là đẹp nha, bi co giãn 2XL của Nguyễn Rắm nè, 2XL của Nguyễn Rắm, 220.000 của Nguyễn Rắm, 220.000 của Nguyễn Rắm. Rồi mấy chị ơi đầm bi đỏ này em có tổng cộng 4 size, dưới 7 cái này qua gối nha, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Chị nào chốt chốt liền cho em đầm bi 220.000 một cái đầm bi, số lượng có hàng mà lục đạn rút chốt. Trời ơi tối hôm nay live chưa tới 60 người coi, trời ơi live sớm nghỉ sớm 300 không em. Bên chị đâu có bán trẻ giá, có điều là biết sao hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp của chị ba thì chị bán ra cho hết hàng vậy thôi, chứ bên chị never có chuyện trẻ giá, không bao giờ có chuyện trẻ giá. Ưng là chị sẽ sell lỗ, còn không ưng là chị không bán, để cho lỗ chết mẹ luôn. Bà này bán hàng cho em không tặng em quà, mai em nhảy nick Facebook của bà yêu, mai em thơ người nhảy nick dễ sợ thì có yên lòng, mày dễ sợ thì đó, thiệt mày dễ sợ thì. Tối hôm nay em có đúng 4 cái áo sơ mi thôi. Cái vải này là cái vải em đi kiếm về nè. Em sẽ bán với chị 200 ngàn một áo sơ mi này, nhưng mà phải chờ một tí xíu. Bây giờ chưa bán được. Nguyễn Ngọc Thảo. Em có một cái đầm đi tiệc bán với chị 500 ngàn, size 70-80 kg đầm dài. Một cái dưới 70 kg của Minh Tâm nè. 220.000 của Minh Tâm. Vải này rất là ok nha. 200, phải coi tôi phải tay lờ mà. 220.000 của Minh Tâm một cái dưới 70 kg. Rồi có chị chốt là đầm đỏ một cái dưới 80 kg của Huệ Linh, một cái 80 kg của chị Huệ Linh, dồn bia cho chị Huệ Linh đúng không. Đây là mấy chị Trương Tiết Thu 85 kg, đầm Quảng Châu không được nha chị Trương Tiết Thu, đầm Quảng Châu nó dưới 80 kg thôi, cái nào vừa bán cái nào không vừa không bán. Sơ mi này chỉ có size dưới 80 kg và dưới 90 kg, có 4 cái duy nhất thôi, không có nha. Một cái dưới 70 kg có rồi. Ờ, cái này không vừa. Rồi mấy chế ơi, có chốt đầm bi nữa hay không nào? Có chốt đầm bi nữa hay không nào? Phô mi nè. Tôi đây là cố ý để tôi một cái đấy mấy má. Cho nên là để tôi một cái nha. Tôi còn hai cái dưới 80 kg và một cái dưới 80 kg và một cái dưới 90 kg mấy má ơi. Bi đỏ là đầm mấy chế. Đây nè chế ơi, dễ thương không? Dễ thương không mấy chế? Rất là dễ thương mà vải co giãn rồi nha. Cục hàng có giao được đâu, nhắn tin qua cũng đâu thấy trả lời đâu. Không, cái này ý Nguyễn lắm mà cái kia. Thank you.
Rồi mấy chị ơi, bữa nay vui không hả? Thấy rồi, lên xuống tiếp thu áo sơ mi 85 kg rồi, xuống tiếp thu inbox cho em địa chỉ, kèm số điện thoại, áo này 200 của Trương Tiếp Thu nè, Trương Tiếp Thu áo này 200 đó, em size XL Lê Thị Hồng Ngon nè, còn cái XL của Lê Thị Hồng Ngon chưa kịp đưa ra luôn mấy má. Lê Thị Hồng Ngon XL sơ mi em lấy cái đó 80 kg, cái đó là cái gì má, comment rõ rõ giùm con với chị, cho chị có xong sơ mi đã đẹp lắm chị Trương Tiếp Thu. Em cho mấy chị coi với mấy chị đừng có giật của em nha, em để cho em một cái tại vì cái cây vải đây là em đi kiếm đó mấy chị. Thanh trúc bên đâu dưới 70 kg là không thấm à, bên đâu đây nè, nói thiệt với mấy chị là gì vậy, đây nhẽo nãy em nhẽo nha, hôm nào giống nội đây là mấy chị đẹp không quá trời luôn. Cái đầm đỏ 80 kg của Thanh Trúc, Thanh Trúc đầm đỏ 220.000 nè, đầm bi đỏ size à, đầm bi đỏ size XL Hồng Ngon, Lê Thị Hồng Ngon, đưa lại cái sơ mi cho Lê Thị Hồng Ngon đi, sơ mi đỏ đầm à? Không, cái gì sơ mi đỏ đầm là sao Thanh Trúc, mình có quà sơ mi của Võ Tuyết Hạnh nè, Lê Thị Hồng Ngon không lấy sơ mi đúng không, Lê Thị Hồng Ngon không có sơ mi đúng không, nè đưa lại Lê Thị Hồng Ngon là em lấy đầm bi đỏ không phải sơ mi, Lê Thị Hồng Ngon sửa lại nè, Lê Thị Hồng Ngon đầm bi đỏ 220.000. Thanh Trúc lấy gì, Thanh Trúc đầm cũng một cái đầm bi đỏ rồi à. Lê Thị Hồng Ngon 220.000, sơ mi dưới 90 kg của Bùi Lưu Tường Vân, còn cái hay sao Bùi Bùi Lưu Tường Vân, ô bị lộn rồi, con bé ngoài đẹp đó chứ, nó cắt ba cái XL dưới 7 dưới 80 kg thôi nha mấy chị ơi, ba cái XL, ba cái XL có cái dưới 90 kg khách lấy rồi. Sơ mi của chị Võ Tuyết Hạnh nè, 200.000 của chị Võ Tuyết Hạnh, em đầm bi đỏ có rồi Thanh Trúc ơi, có rồi. Vậy hồi nãy à cái kia cái hai ít là của chị Tuyết Khu gì không, chị Tuyết Khu gì đó cho em địa chỉ kèm số điện thoại lên inbox cho em địa chỉ số điện thoại mấy chị ơi. Ok Lê Thị Hồng Ngoan nè, Lê Thị Hồng Ngoan có địa chỉ số điện thoại trong inbox vô, nhớ inbox cho chị nha, inbox ở phân bay và inbox trong cái địa cái này luôn, còn mấy cái này size dưới 80 kg thôi, yên Tuyết Khu gì đó, còn đây là đầm bi tổng cộng có 4 size nha mấy chị. Rồi rồi không có size, đây là mấy chị yêu ơi, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg mấy chị. Ở đây là hai con thằng lằn mấy chị cột thành cái nơ nha, rất là đẹp, rất là đẹp nha mấy chị nha, em có tổng cộng 4 size mấy chị, dưới 70 kg chị. À, không đi lên dạ hết rồi Hiền Lê với Bùi Lưu Tường Vân rồi, hết rồi nha, chế like đầm đang like Huệ Linh đang ngồi chơi với em tí xíu, sọc phía sau chưa, sọc phía sau luôn là đầm đã dưới 80 kg, đầm đó là 400.000, 500.000 sale còn 400.000 mấy chị. Em còn hai cái sơ mi nha. Chị nào chốt sơ mi chốt giùm lên cho em. Sơ mi này vải hơi bị sang. Sơ mi này chị nhớ giùm lên cho em thứ ba. Đúng rồi, thứ ba mới gửi là thứ hai ở lộn. À, mai mai gửi bill đó, mai gửi bill trước cái thu inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Mấy chị khách mới nhớ giùm em là bên em không cho đồng kiểm, có nghĩa là cục hàng xuống dưới mấy chị không được mở ra kiểm. Nếu cảm giác tin tưởng shop bên em thì mua hàng. Còn nếu không cảm giác tin tưởng shop anh em thì có thể hủy bill tại bây giờ. Chứ không hỏi đủ má đợi cái bill tới nơi tới hãng rồi. Chị ơi, em mua hàng hôm nay em sợ quá à. Em sợ bị lừa quá, em không dám nhận đủ má. Lúc đó tôi chửi bằng mặt từ đường luôn, không phải chửi vừa đâu nha mấy chị. Cảm giác tin tưởng shop em thì mua. Không tin tưởng có thể. Sẽ bây giờ mua phương một cái 200 ngàn. Hay lên lo một cái 200 ngàn. Chứ đừng có đợi tới nơi. Không phải vì một cái bill của mấy chị 300-400 ngàn mà em để đổ chiếc cơm của em có chuyện đó nha. Rồi mấy chị ơi, lên áo khoác 300 ngàn. Lên áo khoác 300 ngàn nha. 80 kg lên lo có rồi. Có tâm bay hot rồi chị Yêu Hà ơi. Mấy chị ơi, hôm nay mấy chị không mua áo khoác là tiếc nửa đời người luôn. Tiếc lắm luôn. Hồi bữa chị nào đòi chị Hương Phạm của ông ta. Mấy chị Hương Phạm đó, chừng 300 ngàn một cái áo khoác mấy chị Yêu à. Số lượng rất là ít nha. Số lượng ít cực kỳ. Không có nhiều đâu nha mấy chị. Không có nhiều nha.
Trời ơi, em nói thiệt với mấy chị, áo khoác này mà mặc mùa này mà không sướng đi kiếm ý em như mấy chị LV. LV nha mấy má, 300 nghìn một cái ha. 300 nghìn giùm cho em. Hơi bị đẹp. Mấy chị nên nhớ là khách mới em không cho dùng bill nha, chỉ có khách cũ. Bill thứ hai, bill thứ ba là ok. Hương Phạm quận 12, XL của Hương Phạm quận 12 nè. Cái này có size từ dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg nha chị Trần Mỹ. Hương Phạm quận 12 nè. Hương Phạm quận 12, hút xì 300 ngàn. Hương Phạm quận 12. Chị nào chốt áo khoác chốt giùm lên cho em nha. Ông vô đi online đi bảy. Ông vô đi online giùm tôi cái này. Hai đứa mày vô like đây. Cảm ơn tao đi tiêu nha. Áo khoác đẹp chết mắt luôn á. Nó để gì đâu. Áo khoác dưới 90 kg của Hiền Lê nè. Áo khoác dưới 90 kg của Hiền Lê. Hiền Lê có dấu nha. Yêu mặc vừa XL vậy yêu mặc vừa. Ly hồ cái 100 kg. Ly hồ 300 ngàn nè. Ly hồ 300 ngàn. Ngu vuông 80 kg. Cái này đẹp lắm chị. Ngu vuông. Đưa tôi like cho, vô đây cái liên hồ. Vô đây giùm cái đi liên hồ. Mấy chế ơi, chị nào đặt áo khoác thì nhanh tay giùm cho em nha. Số lượng rất rất là ít ha. Em đặt bữa trước hai cái, bữa nay một cái, ba cái đầm và ok có. Ok em yêu, tại biết sao ngày mai chị. Nếu mà em muốn để thứ hai thì cũng được. Chị ơi, hàng quần thể thao em đặt từ tuần trước mà giờ chưa ship. Gửi hàng rồi nha, là Thí Kiều gửi hàng ngay bữa đó luôn. Chị nào chốt áo khoác chốt em. Ngày mai inbox sáng ngày mai cảm ơn chế tặng em hộp bánh điều. Tao biết tôi tặng hay vậy. Rồi mấy chế ơi, chị nào chốt áo khoác thì chốt giùm cho em nha. Chỗ ra cho còn ly nó ổ đi con. Trăm năm nuôi tình khôn lớn. Dòng hoa giá gạo cháy đôi đẹp lắm quá nè chị Hương Phạm XL nè em 85 kg nè chá. Cái gì vậy trời ơi, em nói với chị Minh Phương Bùi là inbox cho em, chị không inbox cho em biết nổi với chị cái gì. Chặt cái gì chị phải chụp hình từng cái cho em, chụp hình từng cái rồi báo giá qua rồi em sẽ xử lý bill chị. Chị có vô live stream chị kêu đổi thì bây giờ em biết đổi cho chị cái gì. Chị phải vô inbox cho em. Hai bill của Hà Thí Kiều ship rồi, sáng ngày mai nhắn tin qua cái, sáng mai 8 giờ 8 rưỡi nhắn tin qua cái xử lý bill cho. Không giờ 2 tuần rồi đó. Hai bill luôn, bill thứ cái là sao á Hà Thí Kiều. Để coi thử ngày mai, bill ngày mai ship em nó báo sao. Mấy chị á, mua cái gì chặt cái gì. Em hàng sale em không cho đổi trả 300 ngàn. Chứ mà hàng bình thường em sẽ cho mấy chị đổi trả ha. Mấy chị làm ơn cái nào chặt thì mấy chị chụp hình lên giùm em cái. Rồi gửi hình qua rồi báo giá. Rồi giải thích giùm em là chặt cái gì để lần sau em biết em rút kinh nghiệm để em lựa đồ cho mấy chị ha. Em biết em rút kinh nghiệm em lựa đồ cho mấy chị. Chứ không có gì hết trơn á. Nhờ mấy chị ơi làm ơn phải inbox cho em. Không inbox cho em mà cứ kêu ở đây cứ đổi trả. Còn nếu mà inbox cho em á, mà nhiều lúc á, em không có trả lời được cho mấy chị á, thì mấy chị, em 85 kg, thì mấy chị á, có thể thả mặt cười thả liên tục lên là cái tin nhắn nó sẽ trồi. Còn nếu mà em chưa trả lời được nữa, thì nhớ ra cái live stream mà nói Yên ơi, đọc dùm tin nhắn là Yên sẽ đọc liền. Chớ mà nói thiệt với mấy chị mà đừng có giống như cái bà hồi bữa trước, lần đầu tiên em lóc con nó, vô đây, comment, trời ơi, bán hàng như cái luôn. Ồ, mới bán hàng như cái luôn. Ờ, vô comment vậy á, liệu hồn. Lóc nít cho nó làm dễ được nhau chưa? Thầy cho con mày im đi nha. Thầy cho con mày đừng có xào xáo nha. Nãy giờ tao tao quê rồi đó. Tao quê chưa kịp xử đó nha. Em không có biết cái gài cái này vô. Em gài cái nó chưa có đồng bộ á mấy chị ạ. Gài lại giùm cái, kéo lại giùm cái em. Chờ chút mấy má để em kéo em ship cái này vô một cái cho ngày mai em không biết.
nó lạc như mất nhau rồi, nó lạc khúc nào nữa. Ba Lan đang lên đồ chị. Hình như là em ấy nó không có, em ấy nó không có ấy, cái đâm ra nó ấy luôn rồi mấy chị. Tới tới ngay chỗ đây nè, tới ngay đây nè, rồi qua qua mẫu áo khoác nha mấy chị, qua mẫu áo khoác. Ngày mai là em chụp lên cái bọc là nó ế nữa. Hầu à, dáng ơ là nó tôi một dòng. Rồi lên tiếp đồ nha mấy chị nha. Để coi Trang trả lời em sao. Đó, vô đồ này. Ủa, đưa đưa đồ của Trang qua đây. Làm bên mày may ra là bị tồn lại. Mày ngay là mày đang là này. Nhắn tin vô mấy người cho tao cái đây. Áo khoác 300 kìa. Em chưa biết hôm nay bộ gì này về giá nhiêu nữa. 0801 là gì vậy ông nội? Ông điên. Cái gì mà 0801 vậy? Hôm nay bộ thể thao về nha mấy chị nha. Bộ thể thao này có tổng cộng 4 size. Đây là mấy chị 270 nghìn một bộ. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg nha mấy chị nha. Hơi bị đợt. Mấy chị có thấy nó đợt không? Chứ em thấy nó đợt quá trời. Nó đợt từ cái vải tới cái áo sơ mi chính, áo sơ mi nãy giờ hết lâu rồi chế ơi. Bộ thể thao nha mấy chị nha, bộ thể thao, bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg mấy chị. Bộ thể thao này có tổng cộng gì ạ? Có là mấy người đây gọi, rồi khỏi hỏi nữa đi. Con là con không chắc là một tuần sau nó làm mủ miếng luôn á. Giờ giờ không chịu nói. Cái gì cũng đợi tới lúc lên ngủ rồi nói. Giờ giờ nói chở ra mà vô cái bà dích lên một cái xong không. Còn con không đau thì con để đi làm mủ miếng nửa tháng luôn. Để đi. Đây là mấy chị ơi. Đây là bộ thể thao nha. Bộ thể thao này có tổng cộng 4 size, dưới 60 kg, dưới 70 kg, dưới 80 kg và dưới 100 kg mấy chị. Bộ thể thao. Kéo cái bộ thể thao ra không sai một giây, kéo bộ thể thao ra đi con. Đưa bộ lính vô vô trễ cho khách nè. Kéo bộ thể thao ra. Đưa bộ lính, đưa hai ba bộ lính vô trễ cho khách, chờ sáng giờ khách đặt. Bộ lính. Này. Hai cái bao bộ lính kìa, hai cái bao bộ đùi lính nó đi vô đây trễ cho khách nè. Bộ nào có tay, bộ nào không tay. Bộ lớn này có tay nè. Rồi con cầm im ở đây. Con cầm im ở đây nha. Tuyên Trang không có dấu anh ơi. Tuyên Trang bộ bay con, bộ bay. Tuyên Trang bộ bay đây. Hai bộ 300 của Tuyên Trang. Nè, Tuyên Trang bộ bay nè, làm không? Có bay chưa? Bộ thể thao chất chất vải gì ấy, như Quỳnh, chất vải này co giãn là rất là mềm, rất giỏi co giãn, mai lại phải mượn tiền góp lấy đồ. Đã chính xác luôn, chất vải co giãn mà cực kỳ mềm nha như Quỳnh nha. Đấy luôn nè, đó tiên ra tiên trang nha. Bộ này size nhiêu con mở ra coi, size là. Rồi lên tiếp tục nè mấy chị à, Tiên Trang không có dấu nha anh. Rồi BB 2 set, BB 2 set 80 kg con. Một pha đấy XL, bên này XL nữa. XL có chưa? Rồi đây 2 set của nè BB 2 set BB 300. Roya tròn 2 set
thì rô da trắng 2 kép XL đúng không? Còn bên đây còn XL không? Rô da trắng 2 kép. Rồi rô da trắng 2 kép nè nè. Rồi 300 ngàn của rô da trắng. May, may cũng không có đúng size đâu nha, nha nhái. May size gì ít, size L gì mà dưới 70 kg, mày bằng 60 kg vậy. Mày đang may cho ai trong này nè? Thì phía bên chị cứ 20.000 một view mấy chị. À, đây là bộ dây nha, còn gì em like nấy, đây là bộ khóa tay 150.000 bộ, còn gì like nấy nha mấy chị. Còn gì like nấy rồi em lên đầm Hàn Quốc đây. Đây mấy chị em ơi, bộ này là bộ khóa tay nè, vải rất là mềm. Vải rất là mềm luôn. Có những thành phần mà vô Facebook của em mà cứ hỏi giá, hỏi vải xong được không bao giờ trả lời cho em chốt được một câu như thế nào. Đây là bộ ba lỗ mấy chá. Đây là bộ ba lỗ nha. Bộ này cứ 150.000 nhưng mà bộ bộ ba lỗ này thì còn đủ size. Còn bộ dây thì em chỉ còn size L thôi. Bộ dây thì em chỉ còn size L là dưới 70 kg thôi. Còn cái bộ ba lỗ thì còn đủ size. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg mấy chị ơi, đây nè. Rồi 150.000 bộ. Xin lỗi với mấy chị là vải hơi bị đẹp nha. Vải rất là đẹp bộ này luôn. Chị nào chốt bộ thể thao thì chốt giùm nhà. Chốt bộ thể thao nhà thì chốt giùm nha em. Cái bộ thể thao đẹp lắm mấy chị. Tại giờ em chưa có hình đó. Cái em có hình đó là à, sếp này chiều tới chốt rồi. Dạ ok chứ. Mai bóc tiền góp đi chị. Và bé cột cái bì này bỏ cho cái bì này nè. Cái đừng có bỏ chung nha. Cột cái bì này bỏ chung cho. Rồi mấy chị không lấy đầm bi nữa đúng không? Không lấy đầm bi đã. Coi áo thể thao nguyên bộ đó gái. Nguyên bộ chứ không phải áo ly hồ. Nguyên bộ. Cái bộ cái bao thể thao cô mới đi ra cô rút một bộ size L nãy gì mở ra cho. Có thấy em không? Thấy anh cô nha, thấy anh cô. Anh cô lấy gì báo giùm cho em đây nè. Nguyên bộ này hơi bị đẹp, cái ly hồ phải rất là đẹp. Nè, chữ Adidas là có in luôn nè, mấy chị thấy không? Đó, rất là đẹp, cho em bộ đó luôn, 150.000 của chị Huế Linh. Bé ơi, lấy một bộ size 2X cho cô Huế Linh, dưới 8, dưới... Cô Huế Linh là nhiêu ký? 22X cho cô Huế Linh, là dưới 90 kg là 85 kg. Ờ, chỉ có bộ có tay có size thôi, chị ơi, giùm em coi có shop view không em, mua đầm này lên. Ủa, mua đầm em trắng, mấy hồi nay gửi cái hình qua chị kiểm tra cho. Hay còn không? Tao mình còn điêu hả? Ít mẹ. Quăng lên xuống đi, quăng lên xuống đi. Đừng lấy bộ dây con, cái ba mà bộ ba lỗ á. Để coi em coi thời gian hồi trưa chị chốt lấy bộ rộng, bộ thể thao liên dây. Bộ cái gì chị Á Trương nói gì em hiểu, bộ đen có rồi, đồ lính á. Đồ lính bộ đùi. À dưới 80 kg XL còn không? Dưới 80 kg bộ ba lỗ á. Dưới 80 kg anh ơi. Vậy cái bộ đó anh bỏ cho. Chờ chút xíu nha mấy cha. Bộ đó anh bỏ cho Linda đi. Bộ hay anh bỏ cho Linda. Linda đi. Linda rồi Trần Linda gì đó. Duyên ơi cái gì vậy. Dì Mỹ Yến. Chào chị đầm mi nâu giờ dưới 70 kg 65 kg vừa nha gái. Ở dưới là phông xè gái. Quần một ít chặt áo thì vừa. Cái gì anh. Đúng rồi đúng rồi. Còn chị Huế Linh, dạ ok chị Huế Linh em xin lỗi em lộn. Rồi cho chị Huế Linh bộ XL đi con. Còn XL không? Có XL không? Con kiểm tra kỹ lại đi con. Đây là mấy chế yêu ơi, cái vải bộ này rất là đẹp ha. Vải bộ này đẹp lắm. Bộ này là 270.000. Vải bộ này là xưởng nhà em rất là đẹp. Mấy chế bộ này mấy chế mua là hơi bị sướng luôn. Hết rồi nha chị Huế Linh. Mấy chị có muốn chút xíu để em sell cái bao xem cái bao đồ thể thao không? Để thứ hai xem. Xem bao đồ thể thao, quần đồ, quần áo. Với lại là mở vô bao thể thao là không? Ủa gì mà yếu? Sao mấy chị buổi sáng mấy chị không nhắc tin hỏi để bu điện ra view mà mấy chị hỏi. Toàn lúc giờ con em không mua luôn á. À, dịp Mỹ Yến hả? Sao chị không inbox cho em dịp Mỹ Yến? Inbox là em kiểm tra view này. View của chị gửi rồi, em không biết là ship nó có bị mất hay không á chị dịp Yến. Inbox lại cho em nha, đổi đồ có không? Like đầm nữa đi, đang lên like đầm nè. Em dạ không có chị Huệ Linh ơi. Không có nha chị Huệ Linh. Chị dịp Mỹ Yến ơi, inbox lại cho em sáng mai em kiểm tra view chị nha. Đây là tụi nó đếm lộn đây ạ, ngồi tụi mình chút bà luôn. Đâu rồi? Ủa? Đây là mấy chị em cho mấy chị coi cái này thôi nha. Cho mấy chị coi cái này rồi mấy chị đừng đòi của em giùm cái nha.
Bộ thể thao dưới 80 kg của hàng béo là ít con ơi, bộ thể thao 270 sau lưng. Bộ thể thao 270 sau lưng của dưới 80 kg của hàng béo là ít con ơi. Hàng béo LX. LX. LXL đúng rồi, 270. Ghi chữ bill hàng béo LX. Đây là mấy chị, đây là cái gym. Con lộn với gym chưa vậy bé? Kêu lộn với gym cũng như không à. Hàng béo là ít đi rồi mà. Cái váy 400 trên tường bữa em chốt rồi, có làm đơn em chưa? Tôi nghĩ. Ủa, ở ngoài đó còn cái 270. Cái ở kiếm ở ngoài đó có cái bill này của chị Hạnh, cu ti Hạnh không? Bill 400 phải không? Có chốt với chị rồi. Dạ inbox cho em đi tí xíu xong em xử lý cho, nếu chưa gửi đơn của em thì giờ gửi rồi nha chị Hằng biết, tại vì bây giờ chị Hằng béo với lại chị Văn Huệ Linh được dùng bill nè, tại vì khách mới em không cho dùng bill với chị Hằng, thông cảm nha, thông cảm giùm em. Đây là một cái zoom dưới 75 kg mấy chị ơi, cái zoom này mặc sang lắm, cái zoom này mặc rất là sang, zoom này mấy chị đi ăn tiền cũng được 250.000 zoom này. Chị nào chốt zoom này comment lên giùm em 250. Em cho mấy chị qua cái bộ này thôi nha, tại vì để em mặc mẫu với thử sao. Một bộ ba lỗ 85 kg hết rồi chị Ánh Đỗ ơi, hết bộ ba lỗ rồi, hết size chết, còn size dưới 100 kg rồi. Em cho mấy chị coi đỡ cái bộ này thôi nha, mấy chị đừng giành của em thiệt, tại mai em đi Phan Thiết rồi. Nãy giờ không đưa cái bộ cái gì cho anh, đây đây đây, cho mấy chị coi mẫu thôi nha, tại vì mới lấy về cái vải rất là đẹp, đẹp lắm mấy chị à, hơi bị đẹp. Bé đó mấy chị. Còn cái quần nó may cho ai vậy? Quần nó may cho ai vậy? Bộ vest rất là đẹp, bộ vest rất là đẹp mấy chị. Em cho mấy chị coi mẫu để qua tuần, để thứ hai là có bộ này nè. Đẹp ghê không mấy chị? Rất là đẹp luôn ha. Trời ơi, coi nè mấy má ơi. Đây nè. Ai coi. Trời ơi, tao quỳnh quẩn rồi, để ngay đó, chút nữa làm điêu mai quỳnh luôn. Đây nè mấy chị ơi, hơi bị đẹp đúng không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, mẫu này thứ hai có nhưng mà sẽ là vải khác, không phải là vải này nha mấy chị. Sẽ là vải khác. Tí xíu rồi em thử. Ra thêm một bộ nữa nè mấy chị à, thêm bộ nữa đẹp không? Nguyên bộ vest, vest cục tay luôn mấy chị à, rất là dễ thương. Thứ hai có những bộ này nha. Thứ hai có những bộ này cho mấy chị, đẹp ghê mấy chị. Trời ơi, ngày mai có đồ quẩy rồi. Hôm giờ không có đồ mặc luôn á. Đấy, đẹp ghê không? Nhưng mà hôm nếu chắc cái bộ này chắc em không vừa là cái quần rộng quá trời luôn. Đây nè mấy chị đẹp không? Thứ hai có cho mấy chị. Thứ hai có tiếp này về luôn chị Lê Phùng. Thứ hai có tiếp này về luôn. Em đi hỏi thuốc cho chị mà mắc quá, mắt em đang rầu cũng chết luôn. Đó, ok gì miễn em mắc cho chị đi. Em coi đầm nâu tôi lưng như gì vậy? Đầm nâu đó bây giờ sale cho em, sale cho em còn 200.000, đầm áo 250 sale cho mình. Nhưng mà dưới 70 kg nha, dưới 70 kg. Nhiễm mặt hai cha con mà ít ưa rồi đó. Ít ưa rồi đó. Mà tao đi ngang nó tao thải mà xuống cái bàn mà luôn rồi nó kẹo to. Nè bây giờ chị Minh mua điện nè, 250. Nó cái thằng cha mà chị nhớ chưa? Chờ đi chị ơi, chờ đi. Mày có tay phải qua tuần sau nữa chị, thứ hai. Có lấy đồ ở đâu đem bị đồng hoa vậy? Đây là mấy chị ơi, dưới 85 kg nè. Dưới 85 kg nha mấy chị ơi, comment giùm em dưới 85 kg. Mấy chị comment giùm em áo áo đen 250 nè, dưới 85 kg vải rất là ok. Dưới 85 kg nha. Mấy chị chờ em lên em mới cho mấy chị coi mẫu đâu. Lấy sọc gì má? Sọc cô mặc mà thấy tiêu cần. Bán chịu nhẹ nhàng cho hai set đó đi Hàn Quốc. Bán chịu nhẹ nhàng, trao luôn nha. Trao luôn. Trao luôn mà, để chút xíu là em mặc thôi được. Cái, nếu mà cái hai bộ đó cái quần vừa thì em sẽ để, còn không vừa em sẽ ấy cho mấy ấy nha. Quần này rộng là cái chắc luôn. Đây nè mấy chị ơi, coi giùm em nha. Đây là một cái áo mấy chị comment giùm em là sắn nâu. Sắn nâu 250 dưới 85 kg. Thể thao có màu khác không vậy? Dạ thể thao có màu đen thôi. Mấy chị yên tâm, thứ hai sẽ quậy banh nóc với mấy chị nha. Thứ hai sẽ quậy banh nóc với mấy chị. Dạ thứ hai, để là thứ hai chọn một bé. À, hàng béo muốn muốn dùng bill cứ inbox cho chị em nha.
chị lấy em coi xong là bé ơi, là đứa kia lấy cái đầm nâu ở sau lưng cho cô Huyền Trân coi, có là xếp liền nhà già. Ok chị, áo đen của Nguyễn Dung 764, 764 250.000 nè, 764 250.000. Thứ hai là em quậy banh nóc với mấy chế luôn, mấy chế cứ ngồi im đó hết đi. Đây là một cái áo chanel đẹp vô mấy chị, dưới 80 kg, đẹp quá trời, mình nó thun lưới nữa nha. Hôm nay mấy chị không chốt áo này em sẽ để dành mà. Đây, cái đầm đen này là hàng xuất nha mấy má. Chị nào mà có 60-65 kg là hơi bị đẹp luôn. Cứ dưới 70 kg đây nè mấy chị ơi, hàng xuất. Hàng xuất chính hiệu luôn ha, phân xè, rất là đẹp, thun lưới. Cái gì ạ? Ai dám nữa? Dám nói. Rồi giờ mình làm gì tiếp theo ta? Mỹ nó con cha mà chứ Mỹ. Mày mau lắm. Có hỏi gì làm tiếp theo nó kêu Mỹ. Đổi sáng nâu nha em nè, đổi sáng nâu nè, đưa áo nó lại, đổi sáng nâu 250. Giá. Lấy áo nó treo lên này còn khùng. Mày tối nay mày cắt đầu chi chứ mày đừng mở ra nha. Ủa chứ con có thùng không? Rồi. Bán cái đầm này dưới 70 kg, 85 kg vừa không chị? Áo 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 đen thì vừa, còn áo Chanel không có vừa. Lai đầm này đè đen lên cái gì chụp cái gì sẽ lai cái đó cho gái, đừng nói nè. Còn cái đầm này bán luôn cho mấy chị với giá 150 nè. Còn cái đầm này dưới 80 kg bán luôn cho mấy chị 150, ai dưới 85 kg nha. Rồi chị nào chốt cọp xem còn ra được cái này là để con mặc áo má, nhưng mà đồ nhiều quá thôi. Tí có lai quần rin xanh rách luôn, hôm qua anh chị có Hình Trăng, Hình Trăng lấy cái đầm nâu sau lưng cho Hình Trăng 200.000 đi con ơi. Lên cái địa chỉ luôn Hình Trăng yêu dấu ơi. Lên cái địa chỉ, em có một cái đầm đi tìm bán với chị với giá 500.000. Một cái thôi hai mấy chị. Một cái thôi mấy chị à, đầm yếm. Mấy chị ơi đầm này đầm đi ăn tiệc nha. Size này là 8 khoảng cỡ 73 tới 80 kg. 150.000 của Thanh Trúc, đầm này 200. 200 của Hình Trăng. Còn đầm này của Thanh Trúc có dấu nè, 150 của Thanh Trúc có dấu, 150 Thanh Trúc có dấu. Ok Hình Trâm, cảm ơn nha mấy chị nha. Em không coi tin nhắn của chị đi, em không coi tin nhắn của chị đi, chút xíu là chị Thùy Dương thả thả tim lên cho em đi. Em không thấy tin nhắn của chị, nó trôi tin nhắn với lại hai bữa nay em bị rít với chị Thùy Dương à. Đây mấy đây. Nhắn gì? Nhắn gì ạ? À? Em mấy bộ đồ chị chật quá, tại chị để cục hàng tối nay mới về soạn ra mọi thứ không có vừa. Ủa mấy chị ơi, em dặn mấy chị bao nhiêu lần rồi, em dặn với mấy chị là có cái gì mấy chị em bắt em hàng đủ trả hay cái gì chặt cái nào thì mấy chị cứ bé ơi, mình lấy cái đầm xuống một kiếm cái gì mà treo lên chứ mình để cho nó nắp kỳ cục giữa cái lồng treo làm sao bây từ bên đây qua đi thì mấy chị em bắt em với bao nhiêu lần em đổi đồ cho mấy chị rồi, mấy chị cứ vô đây nói rồi nói rồi, em giải quyết được cái gì trong này, em đâu có giải quyết được cái gì trong này. Còn mấy chị chụp cái gì làm ơn mấy chị chụp hình mấy chị mặc đồ vô cho em đi. Chứ bữa nay là em không có cho đổi trả nhiều như hôm trước nữa chị ơi. Cho em coi đầm bi được không? Đầm bi mới khách vừa lấy rồi Thủy Tiên. Đây đó chị ơi, đầm này là đầm đi ăn tiệc nha. Có một cái thôi. Nó lót cái này thôi, từ dưới đây là không có lót. Đẹp lắm mấy chị. Cười gốc, mấy chị coi giùm em ở sau này 500 ngàn đầm này. 70-80, 72-80 ở sau này mấy chị. Đầm này mấy chị ơi, chặt một cái để cuối năm đi ăn tiệc hơi bị đẹp, đẹp lắm. Em nói với mấy chị rồi, nhắn tin em không trả lời, thả mặt người lên em sẽ giải quyết với mấy chị hết. Em có ăn chặn ăn giật gì của mấy chị đâu. Bán cái đầm 50.000 chơi cho nó vui nè. Đầm này khách bơm nè, 50.000 mà khách bơm nè. Ở trước là đầm ba lỗ bình thường rất là đẹp nha, dưới 70-72 kg. Xin lỗi với mấy chị đỏ sâu hơi bị đẹp nha. Đây là ở trước là một cái đầm có nó bình thường lắm mấy chị. Ở trước cái đồng cá nón rất ư là bình thường, ở sau này cái khúc này là ba lỗ nè, khúc này ba lỗ chiếu lưng nè đó. Bán cái đầm beo này cho mấy chị với giá 50.000. Tiếp tục nhé, hồi bữa nay con chưa làm cả nước gì bỏ chứ biết cái gì đây, làm gì cả nước. Beo còn beo ba lỗ 65 kg cho em một, còn Huỳnh Trân ơi lấy bộ beo ba lỗ size L cho Huỳnh Trân luôn không. Em có một cái áo này nè, đầm beo dưới 72 kg chị Dương, mà đầm nó bán 50 không cho đổi trả đâu. Em có một cái áo nè mấy chế, chị nào mà khoảng cỡ đúng 80 kg hoặc là 82 kg là ok nha.
bán áo caro này cho sale cho mấy chị 100 ngàn. Chị nào mà từ 73 kg tới 83 kg thì có thể chốt được áo này, áo rút vai, bán cho mấy chị áo caro 100 nghìn. Hà Hoa đầm 50 nghìn nè, Hà Hoa Đà Lạt 50 nghìn. Có bên em có đồ xoay nhỏ như lắm, chờ đi em mua hết cái đống này ra cho mấy chị nè, bỏ đá thêm nước vô. Cái máy chị không biết thả tim gì hết, chị xài máy chữ chị là sao không hiểu. Bèo 50 nghìn khách lấy rồi. Caro của Huệ Linh là đầm chấm bi đỏ còn nha thì tiên. Huệ Linh áo caro 100 ngàn, áo này vải đẹp lắm chị, áo này vải rất là đẹp. Cái bèo đã bán 50 nghìn bán rồi. Đây là cái đầm sắn eo dưới 70 kg nè mấy chị, dưới 70 72 kg vừa nha, rất là đẹp. Hàng Quảng Châu 201. 201 giờ xe cho mấy chị nhiêu? 150 nghìn mấy chị, 150 nghìn ha, áo caro khách lấy rồi, 150 nghìn mấy chị chốt giùm em nha. Còn mấy cái size lẻ thôi, mấy cái này là hàng khách đổi trả về nó mới chán. Dưới 70 72 kg mấy chị comment giùm em đầm đồng nha, đầm đồng hoặc là đầm sóng eo ha. Caro là 50k, caro em caro 50k là cái gì? Caro chốt cho chị Hoài Linh 100k rồi, áo caro khách lấy rồi, caro khách lấy rồi nha. Lily Trần caro khách lấy rồi nha, chị Nguyễn Thương khách lấy rồi mấy chị. Em còn một bộ đồ này size 90 tới 100 kg giờ xe cho mấy chị nè, cho coi đầm đi đỏ ok được nha chị Tiên. Đầm đầm của Thân Thùy Anh nè, đầm đầm 150 của Thân Thùy Anh. Đầm bi 220 nè mấy chị, đầm bi 220 này dễ thương không? Thứ nhất nó là thun, thứ nhất nó là thun nha. Áo caro khách lấy rồi kim hồng ơi. Đây nè mấy chị, mấy chị cột như thế nào cũng được. Ở dưới nó có sóng 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 ở dưới đây, dưới đây đây nè mấy chị. Cho coi đầm bị đỏ đen, cho coi đầm bị đỏ. Áo caro chốt cho chị Huệ Linh rồi nha. Đây mấy chị ơi, 220 nghìn tây cũng đẹp nữa ha. Rồi chị nào chốt thì chốt lên giùm em, cái này là dưới 80 kg nè mấy chị ơi, cái này dưới 80 kg nha. Rồi em có cái này đủ size dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Lỡ dài chị nào nằm ở chốt 70 80 90 100 mà lỡ mấy năm thì phải báo giùm em nha. Chứ trời ơi, tôi kêu cái này là dưới 80 kg nha mấy má, mấy má 80 kg 1m5 ôm đưa cái size XL về mặt không vừa, chửi đụng má bị chó sắp bán hàng luôn. Anh có chuyện đó mấy chị phải lưu ý, 1m5 1m55 là báo giùm cho em. Đầm sọc sau lưng chị Nguyễn Hạnh vừa, nhưng mà đầm sọc nó 500, em sale còn 400 ha. Gửi hai cái áo phục chưa em? Huyền Hò em cũng để không biết gửi chưa nữa. Ẩm giờ view em 1m55 đó, size 80 kg. Dạ đúng rồi chị Huệ Linh, size 80 kg. Cái đó chị Huệ Linh vừa. Đầm ca đầm bi đỏ chị nào chốt 220 chốt giùm cho em nha. Rồi lên tiếp, còn cái quần què gì hôm nay bán ráo bán trọi hết đi mấy chị. Em còn một set dây, đúng một set dây duy nhất thôi nha. Nhận được quần rồi, quá xuất sắc, cảm ơn chị Yên Lê. Đầm đỏ em 1m55 nha, 1m55. Ý là chị Huệ Linh có chốt đầm đỏ hay không thì chốt lên giùm em, đúng chiều cao cân nặng cho em tự chốt đồ cho mấy chị nha. Để em lấy đầm đỏ 80 kg, em 1m56. Ok, nên chốt đầm này có coi giãn nha. Rồi lên tiếp là mấy má. Em còn một phép này 90 tới 100 kg, hỏi kia hả gì chưa? Em còn đúng một phép này 90 tới 100 kg là mấy chị yêu rồi. Em sale cho mấy chị còn 150 nghìn. Có cái bộ 68 kg. Bây giờ em đang lên hàng sale là chị Diễm ơi. Chị Diễm ngồi chơi với em, tại vì em còn nhiều hàng sale lắm. Em còn sale tay lẻ rất là nhiều mấy chị ơi. Bộ này kèm quần chích tóc size 90 tới 100 kg giùm em nha. Size 90 tới 100 kg sale cho mấy chị còn 150 nghìn bộ này. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em. Quỷ chồng canh mau lắm, quỷ chồng canh dìm hàng mau lắm. Bộ này tới 90 tới 100 kg xe cho mấy chị còn. Sếp của Hoa Cát Tường nè con, tao tao lại mày yêu ơi, tao chụp hình rồi. 140 150 nghìn đầm đỏ em lấy rồi, lấy à, lấy size, lấy cho cô Huệ Linh một cái đầm đỏ bi con. Nè đầm đỏ và bỏ bi này cho cô Huệ Linh được nè. Nè 220 nghìn của cho cô Huệ Linh nè. Cô đừng có trùng không nha.
Phải lên 220.000 có chưa Huệ Linh? Rồi đấy, xếp cho chị Hoa Cát Tường, chị đừng có lại em. Phải lên cái đầm đảo có thể sai gì sai XL phải không? Rồi đúng rồi, chị kể em lại cái đi. Giống bà táo. Băng ế quá nó bị đứt dây vậy chị. Em còn hai tiết lính mấy chị ơi. 85 kg vừa không, em có bụng không? 85 kg vừa giống mà tháo đấy nè mấy chị à. Em còn hai bộ lính 90 tới 100 kg, bây giờ bán sale cho mấy chị luôn 170.000. 170.000 90 tới 100 kg mấy má đẹp ghê không mấy má? Mai gửi. 90 tới 100 kg giờ sale cho mấy chị 170.000, hút lẹ giùm cho em đi mấy má. Mấy má ơi hút lẹ giùm cho em với nha. Bộ 150 khách lấy, em còn hai bộ lính 90 tới 100 kg xe cho mấy chị 170.000. Trời ơi bộ lính này bữa nay mấy chị chốt được bộ lính 170 là mấy chị quá sức may mắn luôn á mấy chị. Chứ không có bộ lính nào mà giá nó nằm ở đây đâu mấy má. Mấy má ơi, mấy má ơi là mấy má ơi. Mấy má đâu, mấy má đâu là mấy má đâu. Rồi mấy chị ơi bộ lính em còn hai bộ sale 170.000 bộ cho nó ra đi thanh thản là mấy má. Nè bỏ vô cái tao rồi rồi rồi. Nè quăng cái bì ra. Quăng cái bì ra. Cái bì này không có đúng size rồi mất công phiền nữa, bỏ vô cái bao đầm đầm chấm bi đi. Thôi chị nào mà size dưới 70 kg thì bây giờ em vô em sale bao này nè. Cho em xem đi chị, em mua cho mẹ. Ủa xem gì vậy Diễm Nguyễn? Xem gì vậy Diễm Nguyễn? Ngày mai bill nào em đi được thì đi, còn đi không được là thứ hai mình đi nha mấy chị. Tại ngày mai em đi chơi sớm rồi đó. Lâu lâu cho em sẽ chị chích bữa đi. Dạ chưa lấy bộ lính này lên để chị số hỏi nè. Đâu có lộn lộn phải bộ lính không vậy? Bộ lính nè. Nguyễn Kiều Anh lấy sao lấy bộ lính được? Có 65 kg lấy bộ lính làm gì? 170.000 Lê Nguyệt một bộ lính nè. Rồi hết bộ lính nha. Hết bộ lính bây giờ lên đầm tiếp nè mấy chị. Bây giờ sale cho mấy chị 250.000, sale cho mấy chị còn 190.000 mấy chị ơi. Cái đầm này dưới 70 kg nè, 190.000 dưới 70 kg. Chị nào chốt đầm vàng 190.000 chốt giùm cho em đầm vàng 190.000. Có cái đầm này dưới 85 kg nè mấy chị. Dễ thương lắm nha. Sale luôn cho mấy chị 150.000 ngày hôm nay luôn. Khi mà mấy chị mặc lên cái form nó sẽ dày đẹp coi, cái form rộng này đó. Rồi em mấy chị sẽ cột một cọng dây ngay giữa bụng nha, đầm này bán cho mấy chị 190.000 luôn dưới 85 kg. Mấy chị comment giùm em đầm đen bi nha, đầm đen bi giùm em người đẹp gửi hai cái áo giúp mai em gửi luôn nha đó. Mấy chị ơi chốt lên giùm em, mời em ở đây em lôi hàng size lớn cho em sale cho mấy chị luôn. Á Trương lên địa chỉ kèm số thoại giùm em, giống Hồng Trâm cách cách của trời ơi người ta hết Hồng Trâm cách cách nãy giờ nửa tiếng hồ giờ bà Bùi Ngọc Trinh chốt lên câu Hồng Trâm cách cách. Em xem xếp bộ đùi 68 kg, xem xếp bộ đùi 68 kg là xếp nào Diễm Nguyễn nói rõ giùm cho chị em, cái gì lấy đồ cho Diễm Nguyễn. Tiếp tục mấy chị ơi, cái đầm lấy đen bi của Thanh Trúc 190.000 của Thanh Trúc, cái đầm nó dễ thương lắm, cái đầm nó rất là dễ thương nha. Mai đi đâu vậy, nhìn đi Phan Thiết chết chứ đây không, đây là mấy chị ơi ai ở Phan Thiết mai đón em đi, mai đón em cho em cà phê mới hết tiền rồi mới chết. Đây là mấy chị, đây là đầm mà rất quay, đầm này dưới 72 kg thôi nha. Đầm này xe cho mấy chị còn 180.000, mấy chị comment cho em đầm rớt tay đỏ. Cho em xem, em nói là xếp bộ đùi là em hỏi xếp nào, chị phải nói rõ là xếp lính, xếp gì đó, chị phải nói rõ cho em lấy cho chị. Em biết là... Lên cái địa chỉ đi chứ. Nên là lấy cái ấy, mày ấy với chân người nhà chứ không ai khỏi đi chơi luôn á. Tiếp tục mấy chị ơi rớt vai tiếp tục nha. Ok bóc tin nhắn là chị Á Trương đây, cũng là rớt vai dưới 70 72 kg mấy chị, xe cho mấy chị còn 180.000. Em có một cái đầm này chị nào dưới 70 kg hút đi xe cho mấy chị cũng còn 190.000 luôn. Ngày mai đi chơi không được luôn, dưới 70 kg mấy chị comment giùm em là đầm à, chữ A nha, comment giùm em là đầm đầm này dễ thương lắm. Nếu mà em vừa là đã chích bài đó với em rồi chị Diễm Nguyễn, chị comment giùm em một cái chị Diễm Nguyễn à. Rồi bây giờ sale luôn nè, đầm đầm Adidas hàng Quảng Châu, đầm này chị nào mà từ 65 tới 80 kg mặc hơi bị đẹp nha, mang một cái đầm thể mang một đôi giày thể thao lên cũng đẹp nữa. Bây giờ sale cho mấy chị còn 190.000 đầm beo, đầm này rất là đẹp nha mấy chị nha, dưới 85 kg cũng vừa, từ 65 tới 85 kg vừa, đầm này 250 sale cho mấy chị còn 180.000 đi, 180.000 cho ra đi thân hạ mấy chị comment giùm em đầm beo số 1 nha.
Comment lên giùm em dumbbell với. Lấy cho em dumbbell của Thanh Trúc là 180.000. Là set bộ. Lấy cái set bộ vô kêu với lùng lấy cái set bộ. Bộ quần 150 vô giùm em Thái Trời chút Diễm Huệ. Dumbbell của Ngô Phương để em coi chỉ còn nha, Ngô Phương còn nhiều lắm. Ngô Phương chờ em một chút nha. Set bộ không phải set bộ 150 set bộ đùi á. Làm beo thì Ngô Phương chờ em chút em coi nữa còn beo không nha. Thì Ngô Phương chờ em chút ơi. 1 bộ thôi. Chờ em chút thì Ngô Phương em coi ra coi thử còn cái thằng beo này đang treo không con. Coi thử còn cái thằng beo này đang treo không. Bé lấy cái bao đồ của dì xuống đi xe cho mấy cô 10.000 20.000 cái bao đồ của dì á. Xe cô 10.000 20.000 40.000 50.000 gì đó. Em có một cái áo tắm là bán cho mấy chị 50.000 dưới 75 kg. Bán cái áo tắm này cho mấy chị dưới 70 kg này. Không phải. Để đây nữa nè. Cái gì đây nè. Đấy nè mấy chị ơi, chị Ngô Phương chờ em chút nha. Bộ này nè chế ơi. Bộ này còn size dưới 70 kg nè. 150 ngàn mấy chế. Hơi bị dễ thương. Đó. Dạ em ở nhà em mấy chị Lê Thị Mỹ Thanh. Em ở nhà em nha. Rồi, chị nào chốt áo tắm bán luôn cho mấy chị 50.000 dưới 70 kg áo tắm. 50.000 dưới 70 kg áo tắm nha. Nè bé ơi, mình làm nè, mai đi nè. Có thời gian để lại chỗ cầu thang chút lên lầu nhớ cầm nè. Dặn mày xong cái này cũng quên luôn à. Mặc cái bộ đồ vô gì coi nè. Tôi giống như ngựa ghê hết trời. Nè, lấy cái móc treo cái đầm này lên giùm cái ngồi đó đi. Bán. Em có cái bộ này size dưới, em có cái bộ này size dưới 70 kg bán cho chị 120.000. Em có cái bộ này size dưới 70 kg bán cho mấy chị với giá 120.000 bán đại đi mấy chị không? Bán đại cho nó hết hàng đi, treo ở cửa ra là trong này treo không được đâu. Không chưa treo trên chỗ cái lấy cái đầm beo xuống cho em nha. Lấy cái đầm beo bỏ xuống đây, cái đầm beo hàng xúc xuống đây nha em. Treo từ trên chỗ cái áo trắng treo xuống giùm cho em cái đầm mà tuyệt đó. Đúng rồi, lấy cái đầm nó xuống cho em. Đầm mà mua là 370. Em có một cái đầm beo này nè mấy chị ơi. Em có một cái đầm beo này 370.000 nha mấy chị. Nhưng mà size dưới 70-75 kg thôi. Size dưới 72, nói chung là dưới 75 kg là đẹp. Đầm này 370.000, vải rất là đẹp nha mấy chị. 370.000 đầm này nè mấy chị ơi. Đầm này 370.000, em lấy bộ của Yên Loan 120.000 của Yên Loan. Ví dụ như Diễm Nguyễn kêu chị lấy đồ cho mẹ coi hay cho ai lấy gì đó. Nếu mà cảm giác mình không có thích là nói chị Yên ơi, không có thích. Ờ chứ không phải mấy chị kêu em lấy, mấy chị em đứng vậy lấy rồi mấy chị lại không trả lời em tiếng nào là em không đồng ý. Yên Loan. Yên Loan 120. À quê ở Phú Yên á, Mỹ Xanh à. Em có một cái set dưới 82 kg nè. Đáng lẽ em à, đầm mới thấy ra là gì chị Trâm xem lại đầm mới thấy ra là gì đầm gì chị đầm tiền có hỏi chứ hay là cái đầm đầm beo này size 75 dưới 75 kg rồi chứ nhưng mà đầm này đẹp lắm đầm này của hàng Quảng Châu nhưng mà nó rất là xịn luôn đầm này hơi bị đẹp vải rất là sang em còn một bộ này giờ đáng lẽ để mặc này nhưng mà bộ này em có rồi nhưng mà màu đen đây bộ này dưới 80-82 kg vừa 120 khách lấy rồi. Đây nè mấy chị nào chốt bộ này dưới 82 kg cho dưới 72-82 kg chốt giùm em bộ đỏ đô bán cho mấy chị 150 bộ đỏ đô luôn. Bộ đỏ đô em ý em bán cho mấy chị 150.000 bộ đỏ đô luôn nha. Chị nào chốt bộ đỏ đô chốt giùm em. Diễm Huyền hay Diễm Huyền có chốt bộ đùi cho mẹ hay không thì báo giùm nha. Không chốt thì nói không chốt, còn chốt thì nói chốt nha, chứ không phải là vô tay tôi đi lấy đồ xong rồi không trả lời một tiếng. Ví dụ như không lấy chị ơi, bộ đó không hợp với mẹ, không lấy.
chứ không phải im lặng đâu nha mấy chị, không phải vô đây vô livestream tôi mà muốn sai tôi như thế nào thì mấy chị sai đâu nha. Cái đầm anh bảy kia là đầm đi tiệc, hôm nãy em đưa lên chị Diễm Hoàng không thấy không, đầm đã đẹp lắm. Anh bước cầm lên cho mấy chị thấy cái phần trước đi em bước. Không phải như là chim tôi mà là bà nội tôi muốn sao tôi lấy gì lấy rồi em đâu em biết không được, rồi biết còn thanh là không được nha. Có khi nào mà anh thả cái cây sắt ra vô cái đầu em cái bo máu phụt cái bột xong em đi luôn anh. Coi có chút khúc dưới cho ông nội đưa thắp xuống. Coi cái khúc ở trên cùng kìa. Thắp xuống. Làm yếu nhưng mà ở sau khuyết ôm anh chết. Đưa ra khúc sau đi. Đá đô của kim hồng nè. Ở lộn xin lỗi nha. À đúng rồi, đá đô của kim hồng. Đó là khúc sau đi. Còn khúc sau nè mấy chị, khuyết ôm anh nè. Khúc trước là yếm nha. Rồi kim hồng lên cái địa chỉ luôn kim hồng ơi. Kim hồng 150 đẹp không? Kim hồng có dấu 150. Kim hồng bên phim bang có dấu 150 lên cái địa chỉ luôn chứ đẹp ơi. Cũng phải lợi dụng lợi gần chút được à. Rồi lên tiếp mấy chị ơi. Tiêu mùi rồi bắt chết. Cái đồng đâu rồi? Vô treo cái áo ngọc trai 280 lên đi. Hai cái đôi giày hàng phi là bữa nào bán luôn được với lại giày luôn. Giờ bán lẻ tỷ lắm nhé. 150. Lên thì Mỹ Đăng bà cũng rảnh ghê. Tết đỏ khách lấy rồi chị ơi, tết đỏ có màu đen. Hết rồi chị ơi Linh. Chị ơi Linh cứ từ từ mua đi, bên em về đồ nhiều lắm. Rồi bây giờ bán cái đầm này dưới 90kg nha mấy chị nè. Bán luôn cho mấy chị 180.000. 180.000 đầm đen giờ 500 chị. 500. Đây nè mấy chị ơi. Trời ơi cái đầm nó đi tiệc không kiếm khó đâu chị à. Tại còn dư cái khúc vải đó đó. Cái đầm này dưới 90kg, chị nào 80 cái gì? Trả lời mới vừa dứt câu xong mày đứng đàng hoàng nhưng mà làm như con dung đũa vậy. Đẹp á. Coi cậu kỳ bỏng xỉu cậu kỳ lên lầu nào mấy like nửa tiếng rồi nha mấy chị. Không phải bên bên bay nó chạy trước bên em nha. Rồi cảm ơn Kim Hồng. À khách lấy rồi Hồng Phúc ơi. Cái này 80 với 90kg nè mấy chị. Cái đầm rớt tay. Xeo luôn nha mấy chị. Đầm này 190.000. 190.000 80 với 90kg nha. Vô đây ai bữa nào lấy đồ làm gì bán luôn. Treo cái gì đó. Ờ à, còn treo cái gì vậy cho treo này. Lấy thằng học ba cái vô treo ổng lên đi. Lấy thằng học ba đó treo lên. Em còn cái áo ba lỗ dưới 80kg nè mấy chị. Em còn cái áo ba lỗ dưới 80kg. Chị nào chốt áo này comment em. Áo ba lỗ 80.000. 80.000 áo ba lỗ nhưng nó là những gì ai ăn. Em còn một cái áo dây bán cho mấy chị 50.000 size 90-100kg. Em còn một cái áo dây size 90-100kg. Chị nào chốt áo dây này thì chốt lên giùm em nha. Chị nào chốt áo dây 90-100kg bán luôn cho mấy chị 50.000. Em coi còn gì cho nên coi anh bán hết mẹ đi đồ mà quá trời đồ. Quá trời quá đất. Còn cái chuỗi, có cái chuỗi trong đó của con nữa. Trời ơi bán cái gì đây, cái gì đây mà. Áo dây của Ly Hồ 50.000 đâu mất mẹ, áo dây của Ly Hồ 50.000 này. Áo dây của Ly Hồ 50.000 nè. Cái này nó bị mất cái hộp nè. Mấy cái dòng xám kia để gì cái dòng đen. Cái lùng mặc đồ đó dễ thương dạ. Mua cho nó mai nó đi dinh với em mấy chị. Con nó bị đứt dây lắm mấy chị ạ. Con mấy chị tử nghe rồi con em. Cười cho đã vô. Cười cho đã vô. Ly Hồ 50.000. Bán cái túi này thay vì bán cho mấy chị 500 em bán cho mấy chị 450. Tại cái hộp nó hơi mớp tí xíu. Em đè nó đó mấy chị. 450 xin lỗi với mấy chị nha. Mấy chị cầm tay gì cũng đẹp đúng không. Có dây đeo cho mấy chị luôn. 450 mấy chị comment lên giùm em cũng tùy nha. Đẹp lắm mấy chị á. Rất là đẹp. Trên đùi chị cái trắng trắng nâu nâu là gì để chờ em chút xíu luôn. Thấy chủ cái thằng nó có hai dây là mấy chị.
Có thể mấy chị đeo dây này nha, nó có hai dây, mấy chị đeo dây nào cũng được. Dây này là dây ngắn mấy chị ơi, đây là dây ngắn nha, em còn một cái dây dài nữa. Em hỏi công ty còn gì, kim hồng áo ba lỗ 80.000 anh à, kim hồng. Bây giờ bà nhập nó sao vậy? Mày coi thử công ty xỉu ngã ngửa chưa? Mày coi thử công ty tao ngã ngửa chưa? Em tao ngã ngửa chưa mấy chị ơi? Gucci bị móp hộp bán với chị 450, Gucci này là 500.000 nha. Bị móp hộp bán với chị 450 nha. Chị nào chốt Gucci chốt lên giùm em. Rồi, qua mẫu tiếp tục. Bà tu phố phường nắng cửa cổ kinh. Đây là một cái đầm size dưới 85 kg nè mấy chị. Bán cho mấy chị 170.000, dưới 85 kg sale cho mấy chị 170.000 nha. Đang may chị. Bà nào rồi bán ông ở trần vậy? Gì? Bà Mỹ Thanh bà mua ông chồng nuôi chi vậy bà? Trời ơi, em nói với mấy chị rồi, chỉ để bún tung chơi thôi. Bún tung làm được mẹ vậy mấy chị đây. Dưới 85, cái đầm này 80-85 kg là mặc ok. Chị đang chốt đầm này siêu cho mày, không chốt em để dành em mặc luôn. Không chốt để dành mặc luôn nha. Không chốt để dành mặc luôn. Nè con, mà mai đi cái túi này cho gì đi chơi đi con. Uống xì của chị cu nè, mới vừa nói để mai đi trao thiệt luôn á chị cu à, chị cu à, okay. Như đen, à, như đen mà, má còn một đã kiếm cái quần của cái áo nè, 450, để em kiếm cái quần của cái áo nơ này em bán luôn cho mấy chị nè, rồi lên tiếp nè mấy chị không, lên tiếp nha, đây, đây là một cái đầm sắn eo 18, đó, 201 sale cho mấy chị còn 150 ngàn. Vải rất là đẹp. Cái đầm này mặc lên cưng lắm. Chốt cho em. Chốt giùm cho em 150. Em 90. Em 90 mét 65. Vừa đồng 170 không? Thì sợ chặt đó. Nếu mà cái vải khác thì nó sẽ vừa. Mà vải này nó co giãn cái độ nó ít quỷ hiền cho nên em không có vừa. Tại vì chị là chị mới vừa thôi. Cho nên em đừng lấy ha. Cái nào vừa chị sẽ bán, cái nào không vừa chị sẽ không bán. Bán với chị đừng có mua để em lấy chết mẹ em cũng được sao. Lên tiếp mấy má. Cứ lùng lấy cái móc kia lấy áo 250 đây nè mẹ nè. Em còn một cái quần lấy kia tay dưới 90 kg, tay dưới 85 kg. Đồng đó em vừa không Thúy Nguyễn. Em để đây bữa nay chị qua chị thử. Em còn một cái quần lấy kia bán cho mấy chị 100.000 nè. Dưới 85 kg nha, 85-87 kg. Chị nào chốt quần legging này là 100.000 quần legging nha mấy chị. Quần legging 100.000. Đồ em còn nhiều lắm mấy má ơi. Mấy má tranh thủ để dành tiền mua giùm em cho nó bớt đồ khá mấy má ơi. Ai kêu à? Bán cái áo này dưới 70 kg cho mấy chị với giá 70.000 nè. 70 kg và ở trên đây mấy chị cột dây lại giùm em nha. Dưới 70 kg áo hoa sao bán cho mấy chị 70.000, mấy chị cặp bên giùm em áo hoa sao 70.000 nha. Áo mấy chị hồi em đi em môi em móc đồ lên em bán hết cho mấy chị nè. Mang có tiền đi chơi giống gì đó. Đi hết. Để ai bụt vừa lúc rất dễ chơi á. Kêu mấy cái này lên nè con, vô kêu lên nè. Đâu rồi. Bán cho mấy chị cái áo dây 50.000 luôn. Legging của My Hằng nè. Legging 100.000 của My Hằng. À, máu đỡ legging là mất mẹ rồi. Legging 100.000 của My Hằng nè. Chưa thì chưa có báo đấy. Em còn một cái áo dây dưới 70 kg bán cho mấy chị 50.000, áo dây 50.000 nha. Ok chị Hạnh Phu lấy cái view của chị Hạnh Phu bỏ ra sau lưng cho em ơi. Sao của Dung La nè. Áo hoa sao của chị Dung La 70.000. Áo dây
đây của Huyền Nguyễn. Huyền Nguyễn anh bắt cái gì em, chị số điện thoại Huyền Nguyễn ơi. Huyền Nguyễn này chị sợ biết sao, bill Huyền Nguyễn nó trùng nhiều lắm. Dạ không chứ, Huyền bé ngay bill Huyền Nguyễn luôn. Ủa đâu mà em còn một cái dâm đẹp như thế này mà không ai lấy vậy ta? Cha em còn một cái dâm 60 65 kg mà mấy chị nó đẹp như thế này, mà khi mấy chị mặc lên nó có hai con thằn lằn sau lưng nè. Em còn một cái dâm mà 60, nói chung là 65 kg đi. Hay là mấy chị, dạ like xong chút nữa em đem làm bill luôn mấy chị, để tối mai đi sớm. Áo dây 50.000 khách lấy rồi. Cái gì ạ? Ra 70.000. Áo dây của Huyền Nguyễn đi bill chưa? Huyền Nguyễn ơi lên địa chỉ số điện thoại Huyền Nguyễn ơi. Có trong inbox vô đây là một cái dâm 60, 65, 67 kg cũng vừa nha. Mà cái này coi giãn dữ lắm mấy chị. Sale luôn nha mấy chị, 200.000 dâm gì ạ? Nó lớn lên. Huyền Nguyễn này. Huyền Nguyễn này còn bên chị yêu không vậy? Phải Huyền Nguyễn này không? Huyền Nguyễn này còn bên chị yêu không? Có một cái nick Huyền Nguyễn đặt hai cái đồ bên này mà xin địa chỉ số điện thoại không có. Xả đi. Đừng có phụ thuộc cho mấy người đó. Phụ thuộc cho mấy người đó mệt lắm, khách mệt lắm. Đừng có cái kiểu mà để cho tôi phụ thuộc vậy. Em có mấy cái áo vú này mắc lắm mấy chị, size 40 nè, su đúc xe cho mấy chị 150.000, đó là su đúc có hàng xịn, nó 200 mấy là mấy chị dâm 200.000. Không có phải đâu mà anh nó có vậy đâu, em cũng vậy theo luôn. 150.000 size 40 bị su đúc ha, 150.000 size 40 su đúc. Sai mà chị nào mà ngực chà bá lửa thì mấy chị cứ đi kiếm Ý Yên nha. Ý Yên còn có một sọt, một sọt áo vú đợt đó nhập cao lắm luôn, 200 mấy, 300 mấy không. Rồi bán tiếp nha, bán nửa tiếng nữa nghỉ kỳ đâu rồi, kỳ ở ngồi ghế salon trước còn kỳ. Hỏi kia nó ăn gì chưa? Em bán cái nằm này dưới 70 kg đẹp lắm mấy chị. 250 xe cho mấy chị còn 200. Rất là đẹp nha, dưới 70 kg dễ thương lắm nha. 40 lấy của Bùi Quốc Anh. 40 lấy của Bùi Quốc Anh 150 nè. Gửi gì vậy chá? Chá gửi gì vậy chá? Cái này su đúc đẹp lắm mấy chị, Bùi Quốc Anh. Bùi Quốc Anh còn yêu á. Anh cái bay vô tôi bút liền luôn á. Quốc Anh mà ở gần em mà kêu Quốc Anh cái em bay vô Quốc Anh liền á. Em Quốc liền. Coi là cái bộ đỏ đây là cái gì mà bán luôn nè. Không vừa không, muốn không vừa. Hương Hà dưới 70 kg nha chị Hương Hà. Dưới 70 kg, em phải nói dưới 70 kg với điều kiện là trên 1m6 á, chứ cái đó không có co giãn đâu, mất công lắm á. Cho em nè, ngầu chút em mấy chị. Em có cái set đỏ 90 tới 100 kg. Em có cái set đỏ ống rộng 90 tới 100 kg, nhưng mà áo rất là dễ thương. Đầm đều không có size. Cái đầm đó mà có size là em cũng quất mạng rồi, là không tới điểm chọc đâu nha. Ngồi đó đây chút xíu là em bán cái bao đồ của em mà mặc mỗi lần livestream thôi. Đây là mấy chị, bộ này 90 tới 100 kg bán luôn nha mấy chị, 130.000 đỏ đô. Nếu mà mấy chị cầm cái bộ vải đỏ đô thì mấy chị không sướng đi kiếm Ý Yên, kiếm Ý Yên, Ý Yên làm cho sướng nha. Bộ đỏ đô này 90 tới 100 kg, bộ đỏ đô 90 tới 100 kg, 130.000. Mấy chị mà không mua cái set đỏ đô thì mấy chị mới sai lầm luôn thì. Em bán cái đầm này dưới 80 kg cho mấy chị nè. Em bán cái đầm này dưới 80 kg cho mấy chị 200.000. Thì cái đầm em thích ghê lắm rồi mấy chị, em cũng có một cái mấy chị mặc lên bắt cái con thằn lằn ở sau cột thành cái nơ trước. Cái đầm này sang lắm, cái tay cũng là áo tay sơ mi nè mấy chị,
tay sơ mi rất là đẹp. Chị nào chốt cái này chốt lên giùm cho em cái đầm này 200 nha. Đầm hàng xuất 200 mấy giá. Giấu như đây. Cái gì mà bán không được. Ôi em giấu cho chứ em biết. Giấu như đây. Đi đi nó cuốn em tay em hát. Một bộ đã đô không ai chốt không anh chị trả lại cho em đi. Trả bộ đã đô lại cho em. Ủa áo dây của Huyền gì đó, cho thì chị xuống ngồi rồi mà. Ta đâu bị bóc rồi. Nguyễn Huyền đã đô 130 là Nguyễn Huyền ơi. Inbox cho chị em địa chỉ số à, cho địa chỉ số hóa ở đây rồi inbox cho chị sau. Còn không là ấy thì ấy đi. Có cái gì bán được cứ có đi. Bán cái áo 50 nghìn. Đã đô khách lấy rồi Hạnh Phúc ơi. Bán cái áo dưới 90 ký 50 nghìn. 50 nghìn áo 150 nghìn. Chị nào chốt áo 150 nghìn chốt giùm lên em áo 150 nghìn. Hello Nhiều Khi. Anh muốn tâm. Rồi có những lúc buồn em giấu không nói cha chuyện đó cũng chỉ là bán cái áo tiêu cho mấy chị bằng thun nè 70 tới 90 ký mấy chị dễ thương lắm nha, mặc quần sọt quá mày đẹp em cũng có một cái mới chết rồi còn một hai cái gì bán cho mấy chị với giá 100 ngàn áo tiêu luôn. Hai chị không có nhà nhiều hơn đâu thì là ai mà qua lấy võ tuyết hạnh à, võ tuyết hạnh đầm 200 nãy giờ em bán đầm gì 200 vậy. Ủa mấy chị nãy giờ em bán cái đầm gì 200 a à, nhớ rồi chị bỏ tiếp hành đầm 200 nè nhớ rồi chị nhận được đồ rồi đẹp thích cảm ơn nhiều cảm ơn chế nhờ chế bây giờ chồng em có cơ băng có mặc áo mặc mỗi ngày nha cảm ơn chế đây là cái này hồi nãy chị Ngô Phương lấy là ok đúng không chị Ngô Phương, chị Ngô Phương là 180 nghìn của chị Ngô Phương nè dạ. Cái nơ này là cái nơ gọi là cái nơ truyền kỳ tặng dấu Ngọc Trang luôn. Tặng dấu Ngọc Trang cái nơ luôn, khen đẹp là tặng liền. Bán cái áo Mickey cho mấy chị dưới 60 ký. 50 nghìn áo Mickey 60 ký. Đúng rồi. Bán cái áo đen cho mấy chị dưới 90 ký, dưới 85 ký, dưới 90 ký. Bán cái áo đen cho mấy chị với giá 80 nghìn. Nga Nguyễn 100 ngàn là gì? Chị Nga Nguyễn mà tình hồi giờ chưa có biêu tặng nè. Nga Nguyễn có biêu tặng áo 100 ngàn. Nếu như không gì anh buồn lắm. Ủa nãy chị nào lấy bột kia có thấy chưa? Rồi có những lúc buồn em giấu không nói ra à, sọc đen đó hàng Quảng Châu với chị 500 xe còn 400 á chị có tay. Ủa chị gì mới chốt bộ đỏ rồi inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại chứ gì mới chá. Nguyễn Hiền ơi lên địa chỉ số điện thoại đi nha, em gần ngay sát nhà chị á, mong không có nhà tôi đâu nữa. Nguyễn Huyền này là Nguyễn Huyền hồi giờ ghé nhà chị mấy lần nào chưa? Nguyễn Huyền này là quá là quên, nhắc giùm tôi nhớ để tôi cho qua lấy. Đây là một cái đầm dưới 80 ký nha mấy chị, đẹp ghê không? Chị coi vải nè, dưới 80 ký. Chị nào chốt đầm sáng em sale còn 150. Em có cái đầm đỏ đô nè, đầm đỏ đô chị nào 90 tới 100 ký bán luôn nè. Áo đen của Nguyễn Huyền lấy luôn, áo đen của Nguyễn Huyền lấy 80 ngàn luôn nè. Áo Mickey của Như Lam, chị Như Lam em mua thêm gì chứ một cái nó công em xả đó. Áo Lucky khách lấy rồi chị Thiện Tiến với 50 nghìn của chị Như Lam. Em có cái đầm đỏ đô 90 tới 100 ký nè mấy chị. Bán luôn cho mấy chị 150 ngàn, đầm 300 ngàn nha mấy má. 80 ngàn. Ủa anh ơi, làm gì vậy? Ủa sao riết cái nhà em không có ai tỉnh hết đúng không? Để con chụp lại cho coi nè. Đầm này 90 tới 100 ký mấy má. Xin lỗi mấy má nha, có tiền triệu ra mua không được bằng cái đầm nào mà phải đẹp như thế này đâu. 90 tới 100 ký đầm đỏ đô. Chị cái áo đen trước Nguyễn Huyền mà đầm xanh sắc eo em vừa. Đầm xanh sắc eo vừa mà đẹp nữa, chị có mấy màu luôn á. Em chưa lấy chị có lấy em lấy giùm chị. 50 50.
Ủa chị tầm mi 50 đâu phải, 50 là áo Mickey đâu phải áo đen chị, áo đen 80.000 không phải của chị rồi. Ok Nguyễn thì chúng ta đặt tim bên đây thứ hai ghế chị lấy. Xin lỗi với mấy chị có tiền triệu không mua được đầm đỏ đô mà nó đẹp như thế này được nha mấy má. Cho cái khăn đi con, dẹp tổng bill mai nghỉ mốt đi Mỹ à. Dưới 70 kg dùm, dưới 70 kg dùm hàng xuất 250, không có teo, không có teo nha, dùm hàng xuất dưới 70 kg. Đầm sáng eo đi lấy màu màu xám nè đi ơi, thì lấy màu xám size đi nè, thì lấy màu xám size đi nè, nè chốt cái này cho đây đi anh ơi, 150.000 của đi. Ok chị Như Lam, ok Như Lam lên địa chỉ số điện thoại cho anh. Như Lam ơi lên cho em địa chỉ số điện thoại và nhớ inbox kỹ yên nha. Đầm đỏ đô thì Huỳnh Thị Hồng Phúc, 150 của Huỳnh Thị Hồng Phúc này, lên địa chỉ kèm số điện thoại đi Huỳnh Thị Hồng Phúc ơi. Đầm khách lấy rồi chị Hoan chắc từ. Tại sao? Anh nói chuyện với con nhỏ nhẹ nha. Anh đừng có hét con thì em không có đồng ý nghe vậy. Đúng rồi, đập đầu nó tới khi nó cần thiết. Đập đầu khi cần thiết mà, đừng có để. Mấy chị ơi, đầm sáng eo 78 kg vừa chế, đầm sáng eo 78 kg có size 2 cho chế, nhưng mà để em cho em kiếm size cho chế nè. Ui đầm sáng eo này mặc sướng lắm chị ơi, trời ơi mặc sướng luôn là sướng luôn nha. Đầm sáng eo này mặc rất là sướng. Mấy chị chuẩn bị lấy cục wifi gắn cho ít đi. Tiền Nguyễn tả gì kia trời ơi, bán đồ teo rồi mấy chị có vậy không đó mấy chị à, thiệt á. Bán đồ sale thì em ngồi em nói chuyện rác của họng lắm. Mấy chị đâu có bao giờ mà ngồi nói chuyện giống như em đâu. Nói chuyện rác của họng lắm. Mấy chế ơi có cái áo 50 ngàn à. Mấy chế nói làm sao em mất dạy rồi em hổ. Thiệt sự là em cũng nhà con nhà gia giáo lắm. Ăn học đại học xong đàng hoàng giờ ra bán mình bạn mình hát rồi bán livestream. Em cũng khổ tâm lắm mấy má à. Trước khi chốt hàng giùm con thì con rất là dễ thương. Mấy má ơi mấy má không có nhìn con cái cuộc đời con bán quần áo ế thì con phải đi làm đĩ ăn chứ không phải giỡn con. Mấy má bớt xả nhìn con cái đi, xả quá xả à mấy má. Gì em buồn rồi dạ sao chị buồn rồi, có view của mình thì Hồng Phúc này em ơi, nhắn tin trong bên bay có nhận được tin nhắn chưa để con coi thử một trang. Mấy chị đừng có buồn, mấy chị buồn em mấy chị ở với ai không biết nữa. Như Lam ơi lên địa chỉ kèm số điện thoại đi. Cái XL này chị nào dưới 80 kg vừa nè, cái XL này chị nào dưới 80 kg hút đi mấy chị ơi. Đây nè, cái này là em mặc hơi bị đẹp, em 85 kg rồi bữa em thử là cái XL này là đẹp lắm, phải đẹp lắm. Bây giờ mấy chị lên lên dây cót giùm cho em chưa, lên dây cót để em lên cái hàng sale của em nè, cái hàng sale mà cái hàng mà em mặc một lần á mấy chị à. Chị lên dây cót đi. Má má, trời mấy thằng nó ghiền chết mẹ luôn, nó chết đâu ra. Bà cũng tào lao lắm nha, bà liên hồ để tôi lau cái chỗ nước này cái à. Mấy bà ngồi im nó hết đi. Hôm nay tôi trao sáng đêm với mấy bà luôn. Được chứ. Thích nghe chị, ông thích nghe nói chuyện, ngồi nói chuyện. Nhưng mà bớt bớt chút đồ xeo xẻ im em rác của họ đó mấy chị. Vì cuộc sống vô sinh á. Nghe não lòng đi em thiệt, mấy chị không biết không. Nếu răng miệng đồ lỡ hết trơn rồi mấy chị. Biết chồng em nắm thèm nhìn nó cái mặt em luôn á. Áo em còn nhiều lắm chị Thanh được tiếng. Em còn một cái quần legging 200.000 quần legging lưới nha. Em còn một cái quần legging lưới dưới 70 kg 200.000 bán cho mấy chị còn 150 dưới 70 kg 150 quần legging nha mấy chị. 150 quần legging. Chị nào chốt legging rồi bây giờ em bán quần 220 nè. Bữa giờ mấy chị chưa thấy quần 220 đúng không? Thì hôm nay sao mấy chị thấy quần 220 nè. Quần 220 em có hai size, một size dưới 70 kg và một size dưới 80 kg. Đẹp lắm các chị ạ. Đẹp lắm nha. Chị nào chốt shop thì còn Út nhắn tin nhắn trong phim bay. Út ơi Út mua quần này nè. Làm ơn làm phước với mấy má ơi. Mấy má coi giùm con cái phân quần cái. Phân quần vậy mà hàng co giãn rất là sướng luôn ha. Không có đen gì Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn ơi lên. Lên địa chỉ với số điện thoại giùm cho em cái nha. Lên địa chỉ số điện thoại đầm sáng em với chị tròn số đen em tiếp. Em kiếm đâu của em còn mấy cái em biết em để đâu nữa. Còn hàng sắp trả đó. Của chị Hằng Nguyễn không có dấu anh là thấy không?
Dễ thiệt. Em còn cái này màu xám dưới 85 kg, lấy kim 150, lấy kim 150 của Dung Loa, đập trắng heo 150 anh. Cho Lan địa chỉ số điện thoại, lấy kim là của ai nè, xin lỗi nha, lấy kim của Thùy Dương, Thùy Dương. Xin lỗi chị Dung La, lấy kim này của Thùy Dương, Thùy Dương nè. Thùy Dương nha. Chị em lựa cho em cái đầm sáng heo nha, lấy rộng một chút, ok nè Nguyễn. Lấy kim 150 nè. Em có cái này dưới 85 kg nè mấy chị. Nhưng mà đầm này là đầm ôm nha, mặc dù nó hơi ôm ôm nha mấy chị đó, nhưng mà cái này size dưới 85 kg. Cái này size 2 nè mấy chị, đẹp không? Chỉ có bữa nay thôi chứ không có bữa nào nữa đâu nha mấy má. Mấy má đòi nữa là coi như con thuốc hàng mấy má luôn á. Tôi danh dự luôn á. Mấy bức tường nâu còn cái chân váy 70-80 kg bán luôn 40.000 chân váy. Chị nào chưa có chân váy bán nè. Anh ơi chốt cái này cho Nam Nguyễn Khánh Hòa 150 nè. Nam Nguyễn Khánh Hòa 150 nha. Không lấy cái này cho Nam Nguyễn Khánh Hòa nè. Đưa cái kia lại. Nam Nguyễn Khánh Hòa đưa đây. Đúng rồi. Rồi bây giờ lên đồ nè. Mấy chị lấy vùng tấn heo lấy. Thúy Nguyễn tấn heo lấy nè. Thúy Nguyễn chị gì kia cho. Còn đùi size dưới 70, dưới 80. Rồi bây giờ em kiểm tra nè. Hằng Nguyễn có địa chỉ số điện thoại chưa? Lên địa chỉ luôn Thúy Nguyễn ơi. Bây giờ mà chốt cái này nữa. Có cái bill 40 nào mất công ai em xả quá thanh xuân không? Lên giùm em nè. Tấm heo chị không có vừa chị Trăng Anh đâu. Hai. Như Lam chưa có địa chỉ số điện thoại nè. Ai nữa? Như Lam chưa có địa chỉ số điện thoại nha. Như Lam chưa có địa chỉ số điện thoại. Thúy Nguyễn chưa có địa chỉ số điện thoại nè. Chị biết thầy từ từ để kêu kiếm rồi chứ không có còn nằm sát eo đâu nha. Để cô thử cả. Nè chị Ngô Phương ơi, còn một cái đầm nữa chị Ngô Phương lấy đi. Vải nó rất là đẹp. Xeo còn có 108 à. Đùi 220 đẹp lắm chị ơi. Có size dưới 70 và dưới 80. Mấy chị ơi lên thì chị số điện thoại trong vòng 2 phút nữa em không có em xả tiêu hết. Nói thiệt luôn. Ý yên nói là yên làm nha. Bán hàng có địa chỉ số điện thoại ngày mai ngồi chờ chụp cũng vậy à. Quần nè mấy chá. Coi giùm em cái phân quần giấy 220.000 đích đáng đồng tiền luôn nha. Dạ mấy má ơi đích đáng đồng tiền. Em có hai size dưới 70 kg và dưới 80 kg thôi hàng Quảng Châu. 220.000 một cái quần. Chị nào chốt chút. Anh Trúc lấy cái bèo 108 nè. Anh Trúc lấy cái bèo 108. Rồi 50 ngàn của chị gì xả luôn đi. 50 ngàn của chị gì xả luôn đi. Rồi có quần nha. Có đồ bộ thì ngày mai nha. Mở thì hôm ăn ngày mốt đi. Quần đùi của chị Lê Lộc nè. Quần đùi 220.000 của chị Lê Lộc nè. Để nào chốt quần đùi chốt lên dùm em nha. Lê Lộc chứ không phải Lê Lộc. Bé lấy cái móc treo đầm này lên con. Tôi kiếm được cái này là tôi bán cái xích. Đó, thấy không, thấy không? Thấy không? Bèo 180 thích lấy là chị. Ôi đùa, kiếm được cái áo thì kiếm được cái quần thì cái áo mất. Em nói thiệt với mấy chị là cái bộ này nè, giờ em ráp cho mấy chị. Quần đùi của Kim Hồng nè, quần đùi 220.000 của Kim Hồng. Áo 50.000 của Thùy Dương. Nè, Kim Hồng nè, quần 220.000 của Kim Hồng. 220.000 của Kim Hồng nè. À đang cố gắng nè, hàng mon đang cố gắng nè. Có nhiều khách cứ sợ mất. Mấy chị ơi, khách mới nhớ inbox cho em địa chỉ số điện thoại trong Messenger đó, tôi em làm bill, em chụp bill cho mấy chị. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là bên em không cho đồng kiểm, nghĩa là cục hàng từ đây xuống tới mấy chị là mấy chị phải nhận. Rồi mấy chị vô, ví dụ như hàng sale em sẽ không cho đổi trả, còn hàng không sale em sẽ cho mấy chị đổi trả. Ha. Mai chị rảnh làm bill cho Thanh Trúc. Thanh Trúc inbox chị địa chỉ số điện thoại, đừng để ở đây nha. Chị xóa địa chỉ số điện thoại em trên này nè. Tại vì mấy chị này đã có rồi. Mấy chị đừng có cho ở trên này, cái tụi lừa đảo nó mê lắm nha. Nó mê lắm. Áo 50.000 của Thùy Dương nè. Áo 50.000 của Thùy Dương. Mấy chị ơi, cái bộ này là em lấy cái quần cùng size. Bộ này em xe cho mấy chị có 120 thôi, bộ nơ. Nhưng mà áo này thì cùng màu đen thôi, nhưng cái vải khác nha. Cho nên mấy chị lưu ý giùm cho em nè. Bộ này dưới 70 kg em bán cho mấy chị còn có 120.000 thôi. Áo 50.000 khách lấy luôn rồi mấy chị đây. 50.000. Áo 120.000. Dưới 70 kg 120.000. Rồi chị nào chốt bộ nơ 120.000 chốt giùm lên cho em bộ nơ 120.000 đi. Ừ đúng rồi Trúc ơi, đừng có nhắn tin ngoài này, tụi lừa đảo nó me cái livestream của chị ghê hả? Ừ
cái tụi mà bán bích tai nó đang ngồi nó canh đứt chị, mà tao nói họ đứt ra cái nó kẹt, họ đứt đứt ra cái nó lóc nít, nhưng mà mấy chị ơi đồ má đứt trẻ không luôn thiệt, nó canh mà tao nói rớt một cước tao đã lẫm, rớt một cước tao lẫm gì đó. Ừ có nhiều con nó âm binh đầu đinh lắm, con đuôi ca mỹ lệ không có vừa. Khánh tăng tăng dạ hẹn mấy chị thứ hai đi. Rồi bây giờ mấy chị ơi bán cái áo cho mấy chị 40 ngàn, bán cái áo cho dưới 90 kg cho mấy chị 40 ngàn, mấy chị comment giùm em áo đồng hồ nha. Dung la 120 nè, dung la 120, dung la 120 nè, áo 40 nghìn. Nếu bà ơi dạ không có hàng đâu. Rồi mấy chị ơi bây giờ em sẽ sale cho mấy chị đồ em mặc một lần trong quá trình ngồi livestream. Bữa giờ không thấy bà Đức Thủy đâu hết trơn, bữa giờ không thấy nghe quay đâu hết trơn, đồ em là đồ phiển không có mấy chế, size 75 tới 90 kg. Áo đồng hồ của Nguyễn Huyền, nãy giờ Nguyễn Huyền có bill chưa? À, Nguyễn Huyền ở nhà lấy 40 nghìn áo đồng hồ. Mấy chị ơi 50 nghìn áo bẹp vai đẹp không, cái này là hàng phiển em để dành để em mặc á mấy chế, 75 kg tới 90 kg cũng vừa nha. Bớt ỉa giùm con đi má, bán cho mấy chị cái quần 40 nghìn luôn. Heo heo quay đi mua vàng rồi, áo đồng hồ bắt lấy rồi 40 nghìn. Cái này là size em nha, là 75 tới 85 kg, mấy chị để ý giùm em nha, để ý giùm cho em với ha. Đây quần này bán cho mấy chị 40 nghìn luôn, 75 tới 85 kg. Áo bẹp vai thì có thể tới 90 kg nha, 50 nghìn. Bẹp vai của Phượng Nguyễn nè, Phượng Nguyễn nào đây, lên địa chỉ số điện thoại đi Phượng Nguyễn ơi. Áo 40 nghìn khách lấy rồi. Quần của Nhung Mẫn Mỹ 40 nghìn nè, 50 nghìn của 50 nghìn của Phượng Nguyễn, Phượng Nguyên, Phượng Nguyên chút nữa inbox cho em địa chỉ số điện thoại vô thả mặt cười lên giùm em nha. Quần này của ai vậy? Tết yên tay chị mặc được, áo bịt vai chị mặc được, quần khách lấy rồi. Dạ chút nữa vô inbox cho chị thả mặt cười lên giùm em thấy nha chị Phượng Nguyễn. Quần là của ai vậy anh? Quần của Nhung Mỹ. Áo này bán cho mấy chị ok chị, nhưng mà tại biết sao cái bill của chị á, cái bill cái nick của chị nó trùng rất là nhiều. Bán áo này cho mấy chị dưới 85 kg, bán áo này cho mấy chị với giá 50 nghìn luôn, em có mặc like một lần. Nói chung là đồ tuyển không á mấy chị, đồ tuyển không á nha. Cái gì ạ? Em có một cái set tay chị nào dưới 80 kg là hốt nè. Em có đúng một cái set này thôi mấy má. Em có đúng một cái set duy nhất chị nào dưới 80 kg thì hốt bán luôn cho mấy chị 120 nghìn. Áo 50 nghìn của Thúy, áo 50 nghìn. Áo 50 nghìn của chị Hương Phạm quận 12 nè. Hương Phạm quận 12. Bộ này bán cho mấy chị 120 nghìn. 120 nghìn dưới 80 kg nha mấy chế. Không, bộ này dưới 75 kg thôi. 120 nghìn dưới 75 kg, 120 nghìn mấy chị comment giùm em set caro 120 nghìn nha. Dạ, đem lên đồ phẩm gì lên đó, với lại hàng xưởng về mấy chị, còn xưởng về. Áo xanh khách lấy rồi mấy chị. Set của Trần Tơ Lan 120 nghìn của Trần Tơ Lan nè. Set 120 nghìn của Trần Tơ Lan mấy chị nên nhớ là Trần Tơ Lan bên này trước như chị Zin này Trần. Mấy chị nên nhớ giùm em ha. Mấy chị nên nhớ giùm em là hàng này là hàng second hand. Thế là second hand, em nói second hand nha. Second hand là gì con không biết hả bé? Tao đây tao ngắt đầu vú liền luôn á. Đừng có giỡn mặt với tao. Có một cái quần này tặng nha mấy chị nào, quần 9 tấc. Chị nào chốt quần 9 tấc này chốt đi, em tặng cho mấy chị luôn. Bán cái đầm này cho chị Jenny Nguyễn 120 nghìn. Em bán cái đầm này cho chị Jenny Nguyễn 120 nghìn. Ok không chị Jenny Nguyễn? Ok thì hốt, không ok kêu em xả nha. Jenny Trần, ở lộn, Jenny Trần bán cái đầm này 120 nghìn cho Jenny Trần.
khách lái xếp rồi nha mấy chị, khách lái xếp xếp rồi. Đúng rồi, em có một cái đầm này tự nhiên bỏ trong cái đống này, em có cái đống, em có cái đầm này nè mấy chị, em không biết nha, bây giờ em bán ra hơn tôi cho mấy chị, tại vì em chưa dập ra, em chưa có dập, nó bị dính cái gì nè, nó bị dính cái gì, nhưng mà em nghĩ là dập sẽ ra mấy chị, tự nhiên trong đống đồ này nó sẽ bị thôi, có nghĩa là mua hồi không được, có nghĩa là mấy chị ơi, tặng là ai tặng nè, tặng nè, tặng của Trần Tô Lan nè, ủa lộn lộn lộn, xin lỗi không phải nha, tặng tặng của chị Nga Nga Nguyễn, tặng của chị Nga Nguyễn, cái đầm này em sẽ bán cho mấy chị với giá 100, mấy chị ơi, lời ăn lỗ chịu đầm mới nha, lời ăn lỗ chịu cái đầm này dưới 80 ký, đây, đẹp lắm, đầm này 300 lượng mấy chị, lời ăn lỗ chịu nếu giặt ra thì giặt, còn giặt không ra mấy chị mua cái logo gì đó, tiện lên, tại vì nó nằm trong cái đống đồ mới này nè mấy chị nha. Xã chị Như Lan rồi. Đà, chị xin đi Trần ơi, chị có chốt cái đầm kho đó không? Không chốt thì báo giùm cho em nha. Tại vì chị nha, chị Như Trần có đầm hồng của Dung La dưới 80 kg. Lời ăn lỗ chịu nha, 100 ngàn của Dung La. 100 ngàn của Dung La, em mai em soạn cái lầu nữa cho thứ hai em bút cho mấy chị. À đúng. Tặng cho mấy chị cái chân váy nè. Không tặng bán 10 ngàn. Bán cho mấy chị cái chân váy quần 70-80 kg bán 10 ngàn. Bán 10 ngàn nha, hình như chưa mặc luôn á, mà tại đợt này cái xưởng này nó may không có đẹp lắm. Đây là mấy chị, bán cho mấy chị 10 ngàn chân váy quần hả mấy chị, không sâu như vậy, chân váy quần, đầm hồng trăm 100 ngàn khách lấy rồi. Ok, đầm nó đẹp lắm chị ơi, đi chờ. Chân váy của Xuyến Kim 10 ngàn nè, Xuyến Kim chân váy 10 ngàn. Bán cho mấy chị một, rồi bán cho mấy chị 80 kg, một cái áo cúp ngực 50 ngàn mấy chị, một cái áo cúp ngực 50 ngàn. Chị nào chốt áo cúp ngực 50 ngàn, nó là áo bơi á, thì chốt lên giùm em áo cúp ngực, áo bơi 50 ngàn. Tiếp tục tay em nha, tay em là 77-78 kg tới 85 kg á, tay em nha mấy chị nha, áo cúp ngực 50 ngàn, 50 ngàn áo cúp ngực nha, cúp ngực của Hương Phạm quận 12 nè. Đây mấy chị ơi, bán cho chị một cái quần size em nè, mới mặc đúng một lần thôi, biết sao không, là có nghĩa là để dành, mà để dành trùng hai cái với má, bán luôn cho mấy chị 120 nghìn, quần 9 tấc, quần 7 tấc ngang đầu gối nè mấy chị, 78-85 kg, xong cái này xong cái băng này em nghĩ đó, 78-85 kg nha, quần bán cho mấy chị 120 nghìn. Chị thấy em nha, em comment size. Ok rồi, quần rin của chị Phượng Nguyễn nè, quần riêng của chị Phượng Nguyên, lại có view của anh à, 120 nghìn. Tiếp tục nha mấy chị, bán cái đầm này cho mấy chị với giá, thấy nhưng mà em sau mọi người, bán cái đầm này mấy chị comment lên giùm em là 70 nghìn nha, bán cái đầm này cho mấy chị 70 nghìn, hơi bị dễ thương, để bán mấy giá, bán cho mấy chế cái đầm này 70 nghìn. Chị nào chốt đầm này 70 nghìn, chốt lên giùm cho em đầm 70 nghìn nha, đầm 70 nghìn của Phương Nguyễn nè, Phượng Nguyên, cái lộn, Phượng Nguyên, Phượng Nguyên. Quần này á mấy chị ơi, mặc hình như có một lần hay gì á, nhưng mà mấy chị biết sao không, tại màu đen nó giặt nó hay bị bạc. Đây mấy chị, đây quần đen bán với chị 10 nghìn, 10 nghìn đây thật sự là đáng lẽ tặng cho mấy chị cũng được, nhưng mà phụ ship với mấy chị, phụ ship cho em nha, phụ ship cho em 10 nghìn cái quần, cái này Nhung Mẫn Mỹ mặc vừa nè, chốt cho Nhung Mẫn Mỹ cái quần đen nè anh ơi, Nhung Mẫn Mỹ quần đen 10 nghìn, bán cho mấy chị cái chân váy xếp ly này nè, cho mấy chị với giá 30 nghìn, 30 nghìn chân váy xếp ly dưới 80 kg nha, khách lấy rồi, khách lấy rồi, Nhung Mẫn Mỹ nó mới vừa cái quần đó. Áo này chưa mặc một lần nữa mấy chị, áo này chưa mặc một lần, dưới 80 kg bán nha mấy chị với giá 80 nghìn. Áo này con dài mặc cái kim đẹp luôn nha mấy chị, comment giùm em áo beo 80 nghìn nha, áo beo 80 nghìn, mấy chị comment giùm em chân váy 30 nghìn lên giùm em một cái, chân váy của Nguyễn Hiền gần nhà là 30 nghìn, của chân váy Nguyễn Hiền nè, chân váy 30 nghìn của Nguyễn Hiền, áo beo 80 nghìn dưới 80 kg nè, áo bẹt vai này, áo à, mấy cái áo bẹt vai này là chị đẹp lắm mấy chị, em mặc có một hoặc hai lần gì đó ngồi live,
dễ thương không mấy chị? Dễ thương đúng không? Rất là dễ thương. Đây là mấy chị 50 nghìn áo bèo vai 70 kg tới 90 kg vừa nha. Đó. Áo bèo của ai đây? Áo bèo của Hương Vàng quận 12 nè. Áo bèo 80 nghìn của Hương Vàng quận 12. Mấy chị comment giùm em bẹp vai 50 nghìn nha. Bẹp vai bán luôn 50 nghìn mấy chế ơi. Áo bi rớt tay này tặng nha mấy chị nè. Áo bi rớt tay này em tặng nha mấy chị nè. Hồi nãy tặng cái quần cho ai ta? Tặng cái quần chín tóc cho ai thì coi giùm em cái ha. Hương Phạm hay là Tròn Tơ Lan? Nghe Nguyễn tặng cái quần hả? Nghe Nguyễn tặng cái quần, vậy giờ tặng cho Nghe Nguyễn cái áo luôn đi. Áo bèo 80 nghìn hết rồi. Bẹp vai của Phượng Nguyên luôn nè. Chị Phượng Nguyên áo bẹp vai 50 nghìn luôn nè. Em còn một cái áo này bán cho mấy chị với giá 80 nghìn. Không sale nha. Chưa mặc lần nào luôn mấy chế. Rất là dễ thương. Áo này mặc dưới sọt là hơi bị đẹp luôn. Đẹp không mấy chị? Dưới 90 kg. Chị nào chốt comment giùm em rêu 90 ngàn nha. Người thương một vai vai là cái gì? Thì bye 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 là cái gì? Bán một cái áo này để đi tắm biển cho mấy chị dưới 70 kg. Bán luôn 40 nghìn. Mấy chị comment giùm em 40 nghìn nha. 40 nghìn nha mấy chị nha. 40 nghìn. Nè, cái bộ của xưởng khác làm ra 280 mới mặc cái vô cái bẹt tét đó. Áo rêu của Thúy Nguyễn nào nè. Áo rêu của Thúy Nguyễn nè, 40 người, 80 người áo rêu của Thúy Nguyễn. Đúng rồi. Thanh Trúc 40 nghìn nè. Chị Thanh Xuân comment chậm quá. Em nói thì mấy chị là chưa soạn hết nha, còn cái mấy bao đồ ấy. Không phải mấy bao đâu, nhiều quá mấy chị. Cái đó của Thanh Trúc á. Rồi thôi nghỉ đi mấy chị, hẹn mấy chị thứ hai gặp lại đi. Thanh Trúc nhiêu hả? Thanh Trúc 40 ngàn. Từ từ trước khi nghỉ bán cái bao này coi thử còn quần què gì bán rẻ. Áo lẻ trăm rưỡi là áo gì ta? Chưa biết nó là cái gì luôn. Để kiếm cái áo phật ra tặng mẹ hết cho khách luôn đi. Chưa biết áo gì luôn rồi mấy má. Má lóc cái bao này nghỉ nè. Mới vô cái nghỉ. Để coi thử còn gì. Áo này nè mấy chị. Không nghỉ, nghỉ để làm view để mai sáng đi sớm đó mấy chị. Nãy giờ đồ em lên quá trời luôn, không biết em làm đâu luôn á. Áo này bây giờ trăm mấy, 150 giờ bán cho mấy chị 90 nè. Áo này giờ bán cho mấy chị 90 nè mấy chị à. Đó. Áo này giờ bán cho mấy chị 90 nha. Để em coi thử size nhiêu nè. Em 85 kg, mặt tay XL. Mặt tay 2XL. May giao bill giờ ok chị. Rồi bây giờ bán cho mấy chị 90 cho hết áo nè. Thứ hai đổ Hình Như mai đó. Thì lâu cho chị nghỉ xả chép nữa đi Hình Như. Cái chị cày cũng như trâu vậy. Chị không dám nghỉ, chị sợ mất khách luôn. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Sao thứ hai vậy chứ? Trò ơi, tôi nghĩ có 2 ngày à mấy má. 90 ngàn của Thúy Quỳnh Campuchia nè. 90 ngàn của Thúy Quỳnh Campuchia. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg mấy chị. Thúy Quỳnh Campuchia. Dạ ok. 90 ngàn một cái áo nha mấy chị. Nhà áo này mấy chị kết hợp với lại quần. Quần của sếp bộ mấy chị mặc vẫn dễ thương ha. Rồi hàng em đi chưa để mai chị con thử, nếu chưa đi mai chị ra đi luôn. Còn không thứ hai, chiều view ít thì thứ hai đi nha mấy chị. Tại vì em mai, bữa nay em làm một ít view lớn thôi. Áo 90 ngàn của Hỏi Hương dưới 80 kg nè. Hỏi Hương là Tuyến Chi á, thì Hỏi Hương là 90 ngàn của Hỏi Hương. Rồi mấy chế ơi, chết rồi, chốt áo này nữa thì chốt lên dùm cho em nha. Chốt lên dùm cho em áo 90 ngàn sale nha mấy chị nha. Rồi, chị đang chốt nữa thì chốt dùm cho em với. Tớ mới đi mượn tiền góp được rồi, trời ơi, chế ơi, chế chỉ giùm em thử ra, chế mượn tiền góp ai giùm em một cái chứ.
Thảo dịp một cái đổ hình như một cái nè, đổ hình như một cái 90.000. Quay cái lưng này, Thảo dịp một cái nè, Thảo dịp một cái 90.000 nè, Thảo dịp một cái 90.000, này dễ thương lắm mấy chị à, Thảo dịp một cái 90.000. Rồi xong chưa mấy đẹp ơi, xong chưa mỹ mẹ đó nè, có chốt nữa cho em không mấy chị, có chốt nữa cho em, chốt lên giùm em sale còn có 90.000 thôi ha, sale còn có 90.000 thôi mấy bà ơi, dễ quá trời luôn. Rồi đưa hai bao này ra đá đi, rồi nghỉ nè, nghỉ làm bill XXL của Lan Chi, XXL của Lan Chi dưới 90 kg nha, XXL của Lan Chi nè, Lan Chi cho lên địa chỉ kèm số điện thoại Lan Chi ơi. Nguyễn Thị Ngọc Tháp áo 80.000. Hết rồi chế ơi. Bây giờ còn còn áo ba dưới 70 kg và dưới 90 kg là hết rồi. Hết tạch hết tẻ nha. Dạ ok chế. Tự nhiên không sợ mũi mà mũi bị đau. Thứ hai cục lên kia đây thôi. Để em thử hai cái. Nên rồi xong chị đi bắt, đi bắt nhưng mà thời gian vẫn vẫn vô coi em là chim chế. Rồi chào thân ái mấy chế nha. Chào thân ái và bóp ấy giái nha.